chưa từng thấy qua nhóm siêu đạo trích nào có năng lực đến thế. Bọn họ vừa mới đích thân in ra 1 tỷ đô từ xưởng in tiền, quay người đã lại đến cuỗm đi 90 tấn vàng từ ngân hàng quốc gia. Họ từ bỏ cuộc sống thoải mái như thần tiên, chỉ vì để theo đuổi cuộc sống kích thích. Từ sau lần thoát thân khỏi xưởng in tiền, giáo sư đã chia cho mỗi thành viên hơn 100 triệu đô tiền mặt. Từ đó họ sống một cuộc đời giàu có. 2 năm nay cảnh sát vẫn luôn tìm tung tích của họ, nhưng nhóm in tiền như thể bốc hơi khỏi thế gian. Trên giang hồ không hề có bất kỳ lời đồn nào về họ. Các thành viên mai danh ẩn tích đến các quốc gia mình thích. Trong số đó thoải mái nhất là Rio và Tokyo. Hai người mua một hòn đảo nhỏ, sống một cuộc sống như thần tiên. Nhưng thời gian dần trôi, Tokyo không còn kiềm nén được sự thúc giục trong lòng. Cô không chịu được cuộc sống khô khan thế này, thế nên đã đưa ra đề nghị muốn vào đất liền. Trước khi đi, Tokyo đã chào tạm biệt các hàng xóm. Rio đưa cho cô một chiếc điện thoại vệ tinh, bảo cô cứ cách 3 ngày thì báo cho mình một tin bình an. Không ngờ rằng chính bộ điện thoại này đã mang đến tai họa bất tận cho họ. Khi về đến đất liền, Tokyo hoàn toàn buông thả bản thân. So với cuộc sống bình thản trên đảo, cô thích cảm giác tự do hoang dại này hơn. Mà 3 ngày sau, Tokyo gọi điện thoại cho Rio, nhưng họ không ngờ rằng nhà bán điện thoại vệ tinh đã sớm bị cảnh sát khống chế. Khoảnh khắc hai người nối máy, cảnh sát đã nắm được vị trí của họ. Rio còn đang gọi điện ngọt ngào cho bạn gái thì đột nhiên trên biển xuất hiện tàu tuần tra. Tàu tuần tra, Tokyo mau chạy đi, họ tìm thấy chúng ta rồi. Nhưng muốn thoát khỏi cảnh sát trên hòn đảo cô độc này không phải chuyện dễ. Rio nhanh chóng bị cảnh sát lụm lại, Tokyo thì vội vàng đào tẩu. Cuối cùng cô đã phải nhờ vào một chú chó mới thoát được. Nhưng cảnh sát vẫn còn tiếp tục tìm kiếm. Tokyo đi đến một nơi tạm thời an toàn. Cô nhớ đến những lời giáo sư từng nói, nếu gặp phải tình huống nguy cấp thì cứ gọi vào số của người vận chuyển. Đây cũng chính là đường lui mà giáo sư để lại cho các thành viên. Những người này sẽ đưa họ đến chỗ ông ấy an toàn một cách nhanh nhất. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của người vận chuyển, Tokyo đã đến được một ngôi chùa ở Thái. Sau 2 năm cuối cùng cô cũng gặp được giáo sư, còn gặp được cả Rakua từ mùa trước. Hóa ra Rakua cũng không đè nén được tình cảm trong lòng. Cuối cùng cô lựa chọn thoái ẩn giang hồ cùng giáo sư. Cảnh sát mùa trước trong mùa này đã trở thành bà chủ của cả nhóm. Tokyo không biết nên suýt nữa đã ra tay. May mà giáo sư cản cô lại kịp. Sau đó Tokyo đã nói ra mục đích của mình. Cô muốn nhờ giáo sư giúp mình cứu Rio. Nhưng vấn đề hiện tại là họ không biết Rio đang ở đâu. Muốn cứu người khó như lên trời. Nhưng vì để cứu được đồng đội, giáo sư đã tập hợp cả nhóm lần nữa. Nhóm ngốc nghếch này còn tưởng ông ấy gọi họ đến nghỉ dưỡng. Khi giáo sư nói ra mục đích thật sự, mọi người lập tức không làm nữa. Denver nói rằng mình đã đưa cả nhà đến đây chơi, chứ không phải đến để liều mình với ông ấy. Giáo sư biết thừa nhóm người này sẽ cằn nhằn, dù sao mỗi người ngồi ở đây hiện tại đều là tỷ phú. Thế là ông đã thể hiện ra bản lĩnh của mình. Sau một lúc trao đổi với nhau, ông đã tẩy não được tất cả mọi người. Mọi người quyết định sẽ đi cứu Rio, lấy lại vinh quang ngày xưa của cả nhóm. Tuy không biết anh ấy ở đâu, nhưng chuyện đó không quan trọng, bởi vì giáo sư đã lên kế hoạch cho vụ chôm chôm tiếp theo, để ép cảnh sát phải giao Rio ra. Hơn nữa lần này bọn họ sẽ còn chơi lớn hơn. Mục tiêu hóa ra là 90 tấn vàng đang nằm trong ngân hàng quốc gia. Đây cũng xem như làm tròn ước mơ của Berlin thời còn hưởng dương. Hóa ra năm xưa họ vốn lên kế hoạch cuỗm vàng, nhưng giáo sư cảm thấy quá nguy hiểm nên mới hạ mục tiêu xuống thành chôm xưởng in tiền. Bây giờ vì Rio cũng là vì Berlin, giáo sư quyết định khởi động lại kế hoạch điên cuồng này. Họ đi thẳng đến một tòa lâu đài bỏ hoang, tìm được người anh em Palermo của Berlin năm xưa. Đồng thời họ mời anh ta đảm nhiệm vị trí đội trưởng của nhiệm vụ này. Thành viên đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếp đến là vấn đề quan trọng nhất, họ phải làm thế nào để vào được ngân hàng quốc gia nghiêm ngặt. Giáo sư trực tiếp đưa ra đáp án, tạo ra hỗn loạn. Không lâu sau có một chiếc khinh khí cầu bay trên thành phố. Bên trên đó có biểu tượng của nhóm. Mọi người há hốc mồm nhìn nó. Giây tiếp theo hàng triệu đô rơi từ trên trời xuống. Tất cả mọi người đều dừng lại nhặt tiền, mà những người vứt tiền qua cửa sổ này chính là nhóm siêu đạo trích. Nhưng họ không phải nhà từ thiện, mà là tuyên bố sự trở lại của mình một cách huênh hoang, chỉ là vì để tạo ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội lén lấy đi 90 tấn vàng trong ngân hàng. Đại tá Prieto đang lúc tẩy răng thì nhận được điện thoại. Ông ta vội vàng kéo cửa sổ ra, chỉ thấy chiếc khinh khí cầu đang bay trên trời. Prieto vừa nhìn đã biết chính là nhóm năm xưa đang gây rối. Sự thật cũng đúng như ông ta đoán, giáo sư dựa theo trình tự thiết lập, điều khiển khinh khí cầu bay về phía mục tiêu đã định, sau khi đến nơi mới bắt đầu mở cửa khoang. Sau đó khinh khí cầu sẽ bay vòng xung quanh, cứ 40 giây sẽ thả tiền một lần, thời gian kéo dài 50 phút. Sau đó họ hack vào tất cả màn hình LED trên đường. Dưới sự chú ý của mọi người, giáo sư tháo mặt nạ ra để lộ mặt thật. Ông ấy nói rằng cảnh sát dưới tình huống không có chứng cứ đã trực tiếp bế bạn của mình ở nước ngoài đi. Bây giờ anh ấy đã bị lụm được 2 tháng, cảnh sát không hề đi theo bất kỳ trình tự pháp luật nào, cũng không hề xin dẫn độ, cứ giam lỏng anh ấy ở một góc nào đó vô thời hạn. Chẳng lẽ đây chính là chính nghĩa trong lời họ sao? Giáo sư yêu cầu phải lập tức kết thúc việc giam cầm phi pháp, trả lại công bằng cho
cho bạn mình, đồng thời nói rằng lần này ông sẽ lấy độc trị độc. Thông qua cuộc diễn thuyết này, giáo sư đã biến vụ chôm chôm này thành chính nghĩa. Kryato sau khi nghe xong đã nổi trận lôi đình, nhóm siêu đạo trích đó dám gây chuyện ngay dưới mũi ông ta. Ông ta lập tức xin lệnh điều quân đội đến bảo vệ toàn bộ cơ cấu chính phủ ở thành phố này. Không ngờ Raku đã kết hợp với giáo sư để hack vào thiết bị truyền thông để giám sát nhất cử nhất động của cảnh sát. Khi biết đội lính nhảy dù được phái đến bảo vệ ngân hàng, giáo sư lập tức bảo các thành viên ngụy trang thành lính nhảy dù, sau đó tiến vào ngân hàng trước khi đối phương đến. Nhưng đội trưởng đội cảnh sát nhận nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng, ông ta chưa nhận được mệnh lệnh bàn giao nên đã dùng bộ đàm để xin chỉ thị cấp trên. Raku sau khi nhìn thấy đã xâm nhập vào hệ thống bộ đàm, tiến hành chặn đứng cuộc gọi của đội trưởng đội cảnh sát. Sau đó giáo sư sẽ giả thành cấp trên để trả lời: "Tôi là Castro thuộc lục quân, trạng thái hiện tại là cảnh giới cấp 5. Tôi nhắc lại lần nữa, từ bây giờ là bước vào trạng thái cảnh giới cấp 5. Quân đội sẽ phụ trách bảo vệ trong và ngoài ngân hàng, điều phối người của anh, bảo họ phải chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng Garrido cho đến khi đại tá Louis đến. Đã rõ chưa?" "Đã rõ thưa sếp." Thế là nhóm của Palek ngô hiên ngang đi vào trong ngân hàng, còn ra lệnh cho cảnh sát đưa người dân sang bên kia đường. Dưới tác dụng của bom khói cay, hiện trường trở nên hỗn loạn. Nhóm siêu đạo trích nhân cơ hội này đã đặt một quả bom trước cửa. Sau khi xác định xung quanh cửa không còn ai, Palek ngô nhấn nút kích nổ, kế hoạch chính thức bắt đầu. Nhân viên bảo an tưởng rằng bị tập kích, lập tức giúp nhóm siêu đạo trích phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Mà một khi ngân hàng khởi động cảnh báo đỏ, nó sẽ biến thành một pháo đài kiên cố, bọn họ sẽ có thể yên tâm tiến hành nhiệm vụ. Thế là nhóm siêu đạo trích lập tức khống chế được cục diện. Palermo tuyên bố hai việc với các con tin: tin xấu là ngân hàng Tây Ban Nha đã bị tấn công, tin tốt là người tấn công là bọn họ. Các con tin muốn chạy nhưng căn bản không thể thoát khỏi ngân hàng kiên cố này. Tiếp đến chính là giai đoạn 2 của kế hoạch. Tokyo và Nairobi phải bắt được một nhân vật mấu chốt, đó là giám đốc ngân hàng. Bên cạnh ông ta có 5 bảo vệ thân cận. Tokyo đóng giả thành trung úy để đưa giám đốc rời đi. Không ngờ đối phương kiên quyết ở lại văn phòng, hai người bất lực chỉ có thể cưỡng chế đưa đi. Nhưng lúc vừa bước vào thang máy, giám đốc đột nhiên vùng thoát được, không còn gì để lo lắng. 5 bảo vệ bắt đầu điên cuồng xả súng. Sự áp đảo về nhân số khiến hai người nhanh chóng bị bao vây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đồng đội đã xuất hiện kịp thời. Tuy rằng đã giúp họ giải quyết vòng vây, nhưng Palermo cũng vì thế mà bị thương mắt. May mà không có gì đáng ngại, họ trói giám đốc ngân hàng và các bảo vệ lại. Tiếp đến là phần quan trọng nhất trong toàn bộ nhiệm vụ, đó là trôm vàng từ nhà kho ở 48m dưới lòng đất. Họ đã tìm những thợ hàn có kỹ thuật tốt nhất để nung chảy cánh cửa nhà kho trong thời gian ngắn nhất. Lúc này nhà kho đã được bơm nước xông vào, nhóm bọn họ lập tức đặt máy giảm áp vào lỗ hổng. Sau đó các thợ hàn ở bên ngoài sẽ hàn nối vào, hàn kín máy giảm áp lực vào cửa nhà kho. Cuối cùng vào khoảnh khắc nước nhấn chìm cả kho vàng, 4 người thợ hàn cấp bậc thầy đã hoàn thành công việc, nước sông cũng không tràn vào nữa. Nairobi thông qua máy giảm áp lực để vào trong kho vàng, 90 tấn vàng hiện ra trước mắt họ. Cùng lúc đó người của cục tình báo đã đến hiện trường. Ông ấy phát hiện trên xe của nhóm siêu đạo trích có logo của lính nhảy dù. Lúc này họ mới biết kênh thông tin đã bị nhóm siêu đạo trích nghe lén. Thế là ông ấy lập tức bảo mọi người giao điện thoại ra. Chuyện này khiến giáo sư không thể nghe lén nhất cử nhất động của cảnh sát nữa. Ông ấy không biết khi nào cảnh sát sẽ hành động, thế nên đã chủ động gọi điện cho đại tá Louis. Vì để không bị theo dõi tín hiệu, giáo sư gọi điện cho một thành viên, sau đó thành viên đó sẽ ghép hai chiếc điện thoại đời cũ lại đặt vào trong hộp. Tiếp theo người đó sẽ đạp xe trên đường, như thế có thể thoát khỏi việc định vị của cảnh sát. Nhưng đại tá Louis căn bản không nghe ông. Có kinh nghiệm từ lần trước, ông ta biết giáo sư sẽ không làm hại con tin, thế nên đã đưa ra tối hậu thư cho ông. Đeo mặt nạ, cầm súng lên, chuẩn bị khai chiến. Tôi sẽ bem lủng đầu các người. Đối mặt với sự cứng rắn của cảnh sát, nhóm siêu đạo trích buộc phải lấy đi một thứ quan trọng trong kho vàng, mà thứ này chỉ có giám đốc biết mật mã. Nhưng giám đốc là một người vô cùng nguyên tắc, đối mặt với nhóm siêu đạo trích ông ấy không hề sợ hãi. Denver tức giận đẩy ông ấy một cái, nhưng lại bất cẩn làm ông ấy ngất đi. Lần này lớn chuyện rồi. Lúc này hệ thống phòng ngự của ngân hàng chỉ còn lại 2 phút, thời gian không còn kịp nữa, bởi vì cảnh sát sắp tấn công vào. Vào thời khắc quan trọng, một thành viên đã lấy thuốc nổ đi vào trong kho vàng. Anh ta muốn dùng thuốc nổ để nổ két sắt. Sau một tiếng nổ lớn, két sắt đã bị nổ ra một lỗ hổng. Lúc này hệ thống phòng ngự của ngân hàng đã tự động kết thúc. Đại tá Louis ra lệnh đặc vụ lập tức tiến hành tấn công. Bom khói nhanh chóng được nhắm vào trong ngân hàng. Đặc vụ ép sát vào ngân hàng theo xe bọc thép. Helsinki đã chuẩn bị tâm lý. Vào thời khắc quan trọng, Denver cầm lấy chiếc hộp ra ngoài, nhìn thấy thứ trong tay anh ta, đại tá Louis lập tức ra lệnh ngừng tấn công. Nhất thời tất cả nhân viên cấp cao trong bộ nội vụ đều ngơ ngác. Họ cấp tốc chạy đến bộ chỉ huy. Hóa ra thứ trong thùng đều là những chuyện không thể được tiết lộ, chính là xi căng đan của các quan chức cấp cao và cả mặt tối của bộ nội vụ, đều là những thông tin không thể để lộ ra. Một khi bị thế giới biết được, tất cả bọn họ đều phải bị thế giới chỉ trích. Vì để
để nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm này. Cảnh sát đã gọi đàm phán viên Alicia Sierra đến, đi cùng họ còn có Rio đang bị lụm, nhưng cô ta không gấp việc đàm phán với nhóm siêu đạo Trích, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho giáo sư. Alicia cũng hiểu rất rõ đồng nghiệp cũ là Rakua, thế nên đã dùng những lời nói dối để khiến Rakua tranh chấp với giáo sư. Tiếp đến là đối phó với số hồ sơ bí mật trong tay nhóm siêu đạo Trích. Trên đường đến, Alicia đã nghĩ ra kế sách, nếu tất cả mọi người đều muốn biết trong hộp đó có gì, vậy thì cứ tiết lộ ra một phần Sikangdan, sau đó lại dùng chứng cứ để chứng minh nó là giả. Như thế thì khi nhóm siêu đạo Trích tiết lộ sự thật sẽ không còn ai tin tưởng nữa. Giáo sư biết mình đã tổn thất một quân bài, thế nên vội vàng bảo các thành viên tăng tốc, nhưng hành động của cảnh sát nhanh hơn họ tưởng. Lúc này cảnh sát đã bơm thuốc mê vào theo đường thông gió, chờ khi thuốc phát huy tác dụng, toàn bộ đặc vụ vũ trang sẽ tiến vào, nhưng họ lại không hề nhìn thấy bóng dáng tên nào. Trên đất chỉ toàn là con tin ăn mặc trông như nhóm siêu đạo Trích. Chính vào lúc này cảnh sát đột nhiên bị tấn công kịch liệt. Đối mặt với hỏa lực mạnh, đội đặc vụ bị ép vào một căn phòng. Đột nhiên xung quanh họ bị những sợi dây đỏ bao vây. Hóa ra đây là ngôi nhà thuốc nổ được chuẩn bị riêng cho họ. Một khi chạm vào dây đỏ sẽ bay màu ngay tức khắc. Nhóm siêu đạo Trích gửi video của năm đặc vụ cho cảnh sát, đồng thời nói rằng sẽ dùng thêm 40 con tin nữa để trao đổi Rio. Vì để giữ thể diện nên cảnh sát đã đồng ý với yêu cầu này. Thế là họ cuối cùng cũng đã cứu được Rio, không còn điều gì để kiêng kỵ. Tiếp đến chính là bước cuối cùng trong kế hoạch. Nhóm siêu đạo Trích đưa 90 tấn vàng ra khỏi ngân hàng, vì để tiện mang đi, họ đã nung chảy số vàng rồi đổ vào trong nước, sau đó lại vớt ra ngoài. Số vàng đó đã biến thành những hạt đậu vàng. Lúc này họ đã nung được hơn 1 tấn vàng. Tất cả đều đang tiến hành theo trình tự, nhưng cảnh đẹp không dài. Giáo sư đang chỉ huy ở bên ngoài, đúng lúc bị máy bay không người lái của cảnh sát phát hiện. Họ vội vàng đào tẩu nhưng vẫn không thể cắt đuôi được. Trong lúc gấp gáp họ đã lái vào trong một khu rừng. Giáo sư bảo Rakua leo lên cây, còn ông thì thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nhưng ông không ngờ rằng Rakua không hề biết trèo cây. Thấy cảnh sát đã sắp đuổi đến, cô chỉ có thể bất đắc dĩ chạy vào trong một căn nhà gỗ. Lúc này đại đội cảnh sát đã đến nơi. Giáo sư biết không thể kéo dài được nữa, thế nên đã bảo các thành viên bắt đầu tiến hành kế hoạch Alcatraz. Palermo biết có chuyện chẳng lành, bởi vì đây là phương án dự phòng căng thẳng nhất. Ngay sau đó họ lấy được GPS và máy nghe lén trong cơ thể Rio ra. Hóa ra họ đã sớm đoán được cảnh sát có thể thoải mái thả Rio ra, chắc chắn là đã động tay chân rồi. Helsinki thả máy nghe lén vào lò nung, sau đó giả vờ dùng thiết bị để đào hang, làm ra vẻ như muốn đào tẩu. Bên phía cảnh sát bị rối loạn, đại úy Louis vội vàng bảo cấp dưới tìm kiếm thiết bị định vị, nhưng nhóm siêu đạo Trích đã đặt thiết bị định vị vào người thành viên mới là Sofia, sau đó thả nó vào đường ống. Khi đại úy Louis nhìn thấy mục tiêu di chuyển liên tục, ông ta lập tức tập hợp cảnh sát bao vây. Giáo sư tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, chiêu dương đông kích tây này quả là đỉnh. Khi các đặc vụ vũ trang đầy đủ tìm được thiết bị định vị, họ đều ngơ ngác. Đại úy Louis biết mình bị chơi thì nổi giận đùng đùng, ông ta lập tức quyết định dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Họ đưa con trai của Nairobi đến hiện trường. Nairobi đứng bên cửa sổ, tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại. Tay bắn tỉa tìm được cơ hội hạ gục cô ấy bằng một viên kẹo đồng. Vào lúc nhóm siêu đạo Trích đang bận rộn cứu người, cảnh sát đã tấn công toàn lực lần nữa. Nhóm siêu đạo Trích đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc này bên phía giáo sư lại gặp rắc rối. Hóa ra cảnh sát đã treo thưởng họ với giá 10 triệu đô. Rake bị người dân phát hiện. Cô nói rằng mình có thể cho họ 15 triệu đô. Hai vợ chồng người dân do dự một lúc, cảm thấy cảnh sát vẫn đáng tin hơn nên lập tức giao Rakua ra. Cảnh sát hỏi cô về tung tích của giáo sư, nhưng Rakua nhất quyết không nói. Không ngờ đối phương thẳng tay bóp cò. Giáo sư nghe tiếng súng đã suy sụp ngay tại chỗ. Ông ấy không biết rằng đây chỉ là kế hoạch của cảnh sát. Lúc này Palermo gọi điện đến, anh ấy nói rằng ngân hàng sắp bị hạ rồi. Giáo sư chỉ cho anh một câu, đây không còn là trộm nữa, cũng không phải là khiêu khích chế độ mà là chiến tranh cấp độ 2. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Tokyo phẫn nộ trực tiếp bắn hỏa tiễn, một tiếng nổ cực lớn, xe bọc thép bị phá hủy ngay lập tức. Đây là kết cục khi chọc giận nữ chính Tokyo. Đại úy Louis cũng ngơ ngác, ông ta không ngờ nhóm siêu đạo Trích lại dám tuyên chiến với chính quyền. Vì để thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng, ông ta quyết định từ bỏ tiến công, bởi vì cho dù lấy lý do là gì cũng không thể phát động chiến tranh trong thành phố. Nhóm siêu đạo Trích cũng vì thế mà tạm thời bình yên, nhưng một thành viên đang bị thương quá nặng, bây giờ buộc phải chữa trị ngay. Tokyo muốn giao cô ấy cho cảnh sát xử lý, như thế vẫn đỡ hơn là hẹo. Palermo lại không đồng ý, bởi vì anh ấy sợ Nairobi sẽ bán đứng họ. Tokyo bất đắc dĩ chỉ có thể chĩa súng vào Palermo. Hôm nay dù có thế nào cô cũng phải đưa người bị thương đi. Không ngờ Rio lại chĩa súng vào cô, bởi vì anh ấy đã từng bị cảnh sát giày vò. Một khi Nairobi rơi vào tay bọn họ nhất định sẽ khai ra mọi chuyện. Lúc này Tokyo mới bỏ vũ khí xuống. Sau đó Palermo lập tức liên lạc với giáo sư. Anh ấy nói rằng Nairobi cần cấp một bác sĩ khoa ngoại, nhưng lúc này đến bản thân mình giáo sư còn khó giữ. Vô số đặc vụ đang bao vây lấy ông. Vì để nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, ông vội vàng nấp dưới một cái thùng. Sau đó gọi điện thoại cho thành viên phụ trách giám sát vòng ngoài, bảo anh ta cố ý để lộ tín hiệu đang lái xe bỏ đi. Cảnh sát hiểu lầm rằng giáo sư đã đột phá vòng vây,
lập tức ra lệnh tất cả cảnh sát đuổi theo. Không ngờ rằng mục tiêu đang ở ngay dưới mắt họ. Thành viên phụ trách dẫn dụ cảnh sát này có kinh nghiệm dày dặn. Anh ta cố tình tạo ra một vụ tai nạn xe, sau đó vẩy tương cà của giáo sư lên xe, ngụy tạo thành giáo sư bị tai nạn xe trong lúc đào tẩu, làm thế để kéo dài thời gian của cảnh sát. Giáo sư cũng nhờ đó mà thoát thân. Lúc này ông mới có cơ hội liên lạc để mời bác sĩ. Sau đó các thành viên dựa theo chỉ dẫn của bác sĩ tiến hành xử lý vết thương của Nairobi từng bước một. Cuối cùng chính tay nhóm người không chuyên này đã kéo Nairobi về lại từ bên bờ cái hẻo mà thông qua chuyện vừa mới xảy ra. Palermo cảm thấy bản thân mất đi sự tin tưởng của đồng đội, thế nên anh ấy rời khỏi nơi này. Chuyện này khiến nhóm siêu đạo Trích suýt thì sụp đổ. Cùng lúc đó bên phía con tin lại xảy ra vấn đề trong khu vực hiến tương cà cho Nairobi. Denver nhìn thấy trong số con tin có giám đốc xưởng in tiền, anh ta rất không vui bởi vì bạn gái hiện tại của anh ta chính là người tình cũ của giám đốc, ngay cả đứa con cũng là của ông ta. Tình địch gặp nhau đỏ cả mắt. Giám đốc xưởng cảm ơn Denver nuôi con thay mình. Chuyện này làm sao một người đàn ông có thể nhẫn nhịn được. Denver thẳng tay dí tên kia một chưởng mới giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng. Ở bên này, giáo sư vẫn đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi Rakua. Ông ấy không biết rằng Rakua vẫn chưa bị hành quyết mà là bị cảnh sát bí mật giấu đi. Sau khi giải tỏa xong, giáo sư quay lại trên xe, quay về dáng vẻ trầm tĩnh trước kia. Tiếp đến họ buộc phải tăng tốc, phải tranh thủ nung chảy hết vàng trước khi cảnh sát tấn công. Palermo mất đi sự tin tưởng của đồng đội, lòng tự tôn mãnh liệt của anh ấy đã buộc anh ấy phải rời khỏi đó. Nhưng việc này đã mang đến cho nhóm siêu đạo Trích một sự đả kích mang tính hủy diệt. Lúc anh ấy muốn mở cửa lớn chính, người nổ súng chính là Tokyo, nhưng Palermo không tin cô sẽ dám bem mình. Tokyo vì để ổn định cục diện, cô nói rằng anh ấy phụ trách quản lý kỹ thuật của đội, phần quân sự do cô ấy đảm nhận. Nhưng Palermo không muốn bàn binh trên giấy, anh ta cho rằng việc nung vàng là tốn thời gian và vô cùng nguy hiểm. Chốt mở cửa lớn đã bị phá hỏng, Palermo muốn kích hoạt bằng tay, Tokyo đã trực tiếp giơ súng về phía anh ta. Chỉ cần anh ta dám làm bừa, cô sẽ bóp cò súng. Palermo thấy cô ấy dám làm thật nên đã lấy ra thiết bị dẫn nổ, chỉ cần sơ hở là cả nhóm sẽ hẹo. Vào lúc hai bên đang tranh chấp, Helsinki đã vội vàng xuất hiện cứu vãn. Hai người họ là bạn rất thân với nhau, anh ấy tin rằng Palermo sẽ không ra tay với mình, thế nên đã ôm quả bom vào lòng, sau đó lao lên ôm lấy Palermo. Tokyo nhân cơ hội đã đoạt lấy thiết bị kích nổ, tạm thời giải cứu cả nhóm khỏi nguy hiểm. Nhưng từ ánh mắt của Palermo có thể nhìn ra chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, giáo sư trong lúc lái xe đã biết chuyện Tokyo đang nắm quyền điều khiển cả nhóm. Ông ấy đoán có chuyện chẳng lành, bởi vì tính khống chế của Palermo rất mạnh. Một khi anh ta mất đi vị trí đội trưởng, rất khó tưởng tượng anh ta có thể làm ra chuyện đáng sợ gì. Nhưng Tokyo không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn cả nhóm có thể đưa toàn bộ vàng đi. Sau đó cô hỏi Rakua có đang ở cùng giáo sư không. Giáo sư chỉ có thể thuật lại mọi chuyện một lần. Ông ấy nói Rakua bay màu rồi, nhưng Tokyo lại nghe ra sơ hở. Cô hỏi ông ấy có tận mắt nhìn thấy thân thể của Rakua không. Giáo sư nói rằng mình chỉ nghe thấy tiếng súng. Vậy thì đúng rồi, trên thời sự không có tin Rakua bị túm. Chuyện này rất có thể là cái bẫy mà cảnh sát đặt ra. Rakua bây giờ có thể đang bị cảnh sát thẩm vấn. Lúc này giáo sư hình như cũng đã hiểu, mục đích cảnh sát làm thế chính là không để họ gây rối việc thẩm vấn. Nói xong ông lập tức đi đến hiện trường, vì để tránh bị nhận ra. Hai người đã đeo mặt nạ giống với đám đông ở hiện trường. Bộ trang phục kỳ quái này đã trở thành đồ bảo vệ cho họ. Giáo sư nhìn chằm chằm vào căn cứ của cảnh sát. Cuối cùng ông ấy cũng phát hiện ra sơ hở. Đầu tiên là một chiếc xe cảnh sát dính đầy bùn. Ông bảo hacker điều tra bảng số xe, phát hiện đây chính là chiếc xe cảnh sát duy nhất ở quanh lúc Rakua bị lụm đi. Sau đó ông lại nhìn thấy được phó cảnh sát trưởng. Nhiệm vụ của ông ta ở đây rất có thể là để chuyển Rakua đi. Tiếp đến là Alicia bước ra từ trong lều. Lúc này hẳn là giờ cô ta nghỉ ngơi chứ không phải giờ làm việc. Trông bộ dạng cô ta rất mệt mỏi, hẳn là vừa mới trải qua một cuộc thẩm vấn. Các loại hiện tượng đã đủ chứng minh Rakua quả thật còn sống, nhưng vấn đề bây giờ là phải làm sao để liên lạc được với cô ấy. Tối hôm đó hai người tìm đến một cảnh sát ở căn cứ, trước hết là phải điều tra bối cảnh của anh ta, đồng thời lấy người nhà ra để làm lý do nhờ anh ta giúp mình nghĩ cách để Rakua thấy được đồng hồ của giáo sư, để Rakua biết rằng họ không hề bỏ rơi cô ấy. Sau khi xong chuyện sẽ tặng thêm $1,000,000 để cảm ơn. Vì người nhà nên anh cảnh sát không còn lựa chọn khác. Thời gian đến ngày thứ hai, Rakua đã bị thẩm vấn một ngày một đêm. Alicia thấy cô nhất định không chịu lên tiếng, cuối cùng chỉ có thể làm trái với đạo đức nghề nghiệp, dùng con của Rakua để thị uy với cô. Đứa trẻ chính là điểm yếu của cô. Nội tâm Rakua dần dần sụp đổ, nhưng vào lúc cô sắp khai ra, đồng hồ của giáo sư đột nhiên xuất hiện trước mắt, là anh cảnh sát tối qua đã cố ý đeo cho cô thấy. Rakua lập tức tỉnh ra, cô hiểu rằng đây chính là thủ đoạn của cảnh sát để bắt cô khai ra. Phòng tuyến tâm lý bị Alicia hạ sập, lập tức trở nên vô cùng kiên cường. Chuyện bên này đã kết thúc, Palermo lại không thể ngồi yên
nhiên được nữa. Do hành vi không lý trí của anh ta nên Tokyo đã trói anh ta lại. Chuyện này khiến anh ta vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn kích thích tâm tính phản kháng. Nhìn thấy nhóm bảo vệ của giám đốc ngân hàng bị trói, Paekmo đã nói cho họ biết cách để thoát khỏi loại còng tay này. Con tin cũng tin lời anh ta, mạnh dạn làm bị thương tay của mình, dáng nhịn không hét lên thành tiếng. Paekmo rất thích thú. Ngay sau đó con tin đã thoát khỏi còng tay. Rio phát hiện ra chuyện này đã lập tức chĩa súng vào hắn. Nhưng trong bộ dạng hoảng hốt của anh, con tin đoán chắc anh không dám nổ súng. Vào thời khắc quan trọng, Rio vẫn hèn nhát, anh để mặc con tin đi lên lầu. Không ngờ rằng đây chính là lúc bắt đầu ác mộng của nhóm siêu đạo Trích, bởi vì con tin này không phải người bình thường, hắn ta chính là vệ sĩ hàng đầu Gandia. Bởi vì nhóm siêu đạo Trích có đông người, Gandia quyết định sẽ ra tay với Nairobi trước. Hắn ta ra tay vô cùng quyết đoán, cho dù đối phương có vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển được. Lúc này những người khác cũng đã chạy đến, nhưng khi đến nơi thì không còn thấy bóng dáng Gandia đâu. May mà Nairobi vẫn bình an vô sự. Tokyo lập tức nổi giận, cô bảo Bogota canh giữ ở đây, còn mình và Helsinki thì chia ra hai đường, chỉ cần thấy Gandia là ra tay luôn không cần báo cáo. Nhưng đối phương thật sự quá quen thuộc môi trường nơi này, vốn là hai người muốn hợp lực bao vây lấy hắn, không ngờ lại bị đối phương phá vỡ. Helsinki bất cẩn bị treo lên, Gandia nhặt vũ khí bỏ đi để mặc Helsinki tèo dần. May mà Tokyo đến cứu ông ta kịp thời, cô vội vàng gọi Bogota đến chi viện, hai người kết hợp mới cứu được Helsinki. Lúc này nhóm siêu đạo Trích đang cãi nhau vì sự hèn nhát của Rio, đối mặt với con tin hung bạo như thế họ rõ ràng có chút yếu thế hơn. Nhờ sự nhắc nhở của giáo sư, mọi người mới bắt đầu chấn chỉnh lại và đi lục soát. Nhưng Gandia đã đến được phòng phát điện, hắn cắt đứt tín hiệu giám sát. Bên phía giáo sư không thể quan sát được tình hình hiện trường nữa, không thể nào cung cấp hỗ trợ cho các thành viên. Cùng lúc đó, Gandia thông qua đường thông gió đã từng bước đến được văn phòng giám đốc. Hắn ta đi vào phòng an toàn mà chỉ hắn và giám đốc biết được, sau đó nhập mật mã để mở cửa phòng ngầm. Bên trong có nguồn điện và hệ thống giám sát độc lập. Gandia gọi điện thoại cho cảnh sát, hắn yêu cầu chi viện để giải quyết nhóm siêu đạo Trích. Nhưng đại úy Louis nói với hắn, chúng tôi bây giờ đang đình chiến, không thể phái người đến chi viện. Gandia nói rằng mình có nguồn vũ khí dồi dào, có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Đại úy Louis lập tức vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho hắn. Về mặt hình thức, tôi chỉ có thể ra lệnh cho anh chờ, nhưng tôi không muốn anh làm như thế. Là ý gì? Cho dù anh làm gì cũng sẽ được xem là tự vệ, không phải chịu bất kỳ vấn đề pháp luật nào. Nếu anh giải quyết hết toàn bộ bọn chúng, anh sẽ là anh hùng của chúng tôi, anh hùng của cảnh sát, anh hùng của quốc gia. Đã rõ, thưa đại úy. Nhận được mệnh lệnh, Gandia lần nữa ra tay. Hắn dựa vào ưu thế giám sát để tìm được Tokyo trước tiên. Hắn ngoánh ngất cô, sau đó giấu trong phòng ngầm. Thấy Gandia nhìn mình chằm chằm, Tokyo thẳng chân tặng cho hắn một cước, nhưng hắn không tức giận. Hóa ra Gandia nhìn trúng nhan sắc của Tokyo cho nên không muốn trừ khử cô. Cùng lúc đó, giáo sư vì bảo toàn đại cuộc, ông cho Paekmo lấy công chuộc tội. Trong lòng ông vẫn tin tưởng anh ta, chỉ là ham muốn khống chế của người này quá đáng sợ. Tình huống bây giờ mà để anh ta ra mặt lần nữa là quá tốt rồi. Sau đó giáo sư phái nhiệm vụ cho từng người. Ông xếp hai người thành một nhóm để tìm kiếm tung tích Gandia. Khi nhóm của Rio vừa bước vào thang máy, Gandia nhanh tay ném quả lựu đạn về phía họ. Sau khi hai người ý thức được nguy hiểm thì cửa thang máy đã đóng lại, muốn chạy là không thể nào. Hai người tháo mũ bảo hiểm xuống, cởi áo chống đạn ra quây chặt quả lựu đạn lại. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai người họ thế mà vẫn còn sống. Không ngờ rằng đây chính là kế hoạch của Gandia. Khi các đồng đội nghe tiếng chạy đến, Gandia đã cầm lấy súng máy chặn họ ở thang máy. Hắn điên cuồng xả đạn vào họ. Helsinki đứng lên trả lễ, nhưng hoàn toàn không làm tổn thương gì được hắn. Dưới hỏa lực mạnh mẽ như thế, mấy người họ chỉ có thể nấp vào trong góc chịu trận. Gandia càng lúc càng áp sát. Vào thời khắc quan trọng, Monica đã xuất hiện. Cô bem một phát vào giữa lưng Gandia, sức công phá quá lớn khiến hắn ngã lăn. Những người trong thang máy nhân cơ hội đáp trả, nhưng bất lực do Gandia miễn nhiễm sát thương vật lý. Tuy ăn khá nhiều kẹo đồng nhưng vẫn không hề hấn gì. Lúc này hắn như thể được chiến thần nhập thể, đối mặt với súng của nhóm siêu đạo Trích, một mình hắn cân ngang tay với cả một nhóm. Nhưng cứ tiếp tục như thế thì không phải cách, vì để tiết kiệm hỏa lực, Gandia dùng súng ngắn xông ra ngoài. Dưới sự bao vây của nhóm siêu đạo Trích, hắn mở được một con đường huyết. Sau đó hắn thông qua đường thông gió tìm được Nairobi đang đơn độc. Lần này phiền phức rồi. Mọi người nghe tiếng súng mới ý thức được mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Họ vội vàng chạy đến phòng Nairobi, vừa muốn mở cửa ra, Gandia đã bèn nổ cửa. Tiếp đến hắn dí đầu Nairobi vào trên cửa, sau đó dùng đinh để cố định hai tay cô lại. Helsinki nhìn thấy đồng đội ở trước mắt, họ không thể nào mặc kệ sự sống còn của cô. Hai bên cứ thế giằng co qua lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Rio và Denver muốn úp sọt từ đường thông gió, nhưng nơi này quả thật quá yên tĩnh. Gandia có thể nghe rõ tiếng động trên ống thông gió. Gandia trực tiếp bóp cò về phía hai người họ, sau đó cho nhóm siêu đạo Trích một phút để đứng ngay ngắn bên tường. Tiếp đến hắn đưa Nairobi ra ngoài. Gandia ra lệnh cho đối phương bỏ súng xuống, sau đó bước từng bước ra sảnh ngân hàng. Khi ra đến sảnh, mọi người đều đang chờ đợi cơ hội, mà vào lúc mọi người tưởng hắn muốn thả người, nhưng hắn đã trực tiếp bóp cò khiến Nairobi bay màu ngay tại chỗ.
Denver kéo lựu đạn xuống đuổi theo Gandia, nhưng bây giờ có làm gì cũng muộn, người hẹo không thể sống lại, lại có một đồng đội rời bỏ họ. Gandia kéo lê cơ thể bị thương về phòng an toàn, vừa mới lấy adrenaline từ hộp cấp cứu, hắn đã mất ý thức ngã ra đất. Cùng lúc đó các đồng đội đã đập ra một đường thông vào căn phòng mà Gandia biến mất. Cuối cùng họ đã tìm được một cánh cửa ngầm, nhưng Tokyo vẫn còn trong tay đối phương. Nhóm siêu đạo Trích cũng không dám manh động, thế nên họ đã tìm ra được cáp truyền thông tin của phòng an toàn. Bên này cảnh sát gọi điện cho Gandia, hắn bị tiếng chuông đánh thức từ cơn hôn mê. Gandia nhịn đau để tiêm cho mình một mũi adrenaline, hắn vừa muốn bắt máy, cáp truyền thông tin đã bị nhóm siêu đạo Trích cắt đứt. Bên trong chỉ vang lên những âm thanh mù mờ. Đại úy Louis còn tưởng rằng Gandia xảy ra chuyện, ông ta lập tức phái đặc vụ tiến hành chi viện. Nhóm siêu đạo Trích chủ động mở cửa ra, bốn vệ sĩ khiêng quan tài ra. Buổi lễ tang đau thương này đã khiến mọi người chú ý, tất cả dân chúng đồng lòng đứng về phía nhóm siêu đạo Trích, mà đây chỉ là bước đầu tiên để giáo sư báo thù. Sau đó ông triệu tập cấp dưới đi dán áp phích về việc Rio bị giày vò khắp các con phố đông đúc, đồng thời phát cho tất cả truyền thông quốc tế, thậm chí còn để cho Rio mở livestream công khai ra chuyện mình bị giam giữ và combat phi pháp. Màn biểu diễn lấy nước mắt này khiến cảnh sát cũng cảm thấy anh ta thảm thật, không ngờ rằng cảnh sát đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Nhất thời dù là người dân hay truyền thông cũng đều đang chỉ trích họ vì để giải quyết ảnh hưởng xấu. Đại úy Louis quyết định triệu tập truyền thông để mở họp báo gấp. Đối mặt với câu hỏi của ký giả, ông ta đều phủ nhận hết. Dù sao trước mắt quyền chủ động vẫn nằm trong tay bọn họ. Nhưng đại úy Louis lại không ngờ rằng giáo sư vì để khống chế dư luận đã phái người đi đến nơi giam giữ Rio để tìm chứng cứ, thậm chí còn lụm luôn người đang canh giữ ở đó. Anh ta gửi chứng cứ cho toàn bộ truyền thông. Lần này đã bùng nổ thật sự. Đối mặt với những câu hỏi từ phóng viên, đại úy Louis mặt cũng biến sắc. Thấy tình hình dần mất khống chế, ông ta quyết định đẩy người gánh tội thay ra. Đó chính là chuyên viên đàm phán Alicia, nhưng khi đến buổi họp báo cô ta lại không làm theo sắp xếp, không chỉ thừa nhận tất cả những chuyện cảnh sát đã làm, mà còn nói ra rất nhiều chuyện mà truyền thông chưa biết. Đại úy Louis tức đến nỗi tăng huyết áp, đây chính là sự báo thù của Alicia, cô ta đã làm rất nhiều chuyện cho họ, bây giờ xảy ra chuyện bọn họ lại đưa cô ta ra làm bia ngắm. Đại úy Louis tức nổ đom đóm mắt. Trong phòng an toàn ở ngân hàng, Gandia bị thương nặng đang xử lý vết thương. Hắn nhờ Tokyo giúp xử lý mảnh đạn, nhưng cô lại nhân lúc Gandia không chú ý đã cầm cái kìm hạ gục hắn. Dưới sự giúp đỡ của đồng đội, Tokyo được giải cứu thành công, không còn gì để phải lo. Giáo sư trực tiếp tiến hành phần thứ hai trong kế hoạch, đó chính là giải cứu Rakua. Ông chiếu livestream của mình lên màn hình lớn trong thành phố, sau đó công bố đoạn ghi âm cảnh sát giả vờ hành quyết Rakua ra với công chúng. Trong ghi âm chính là chứng cứ cảnh sát tự ý giam giữ Rakua. Giáo sư nhờ người có liên quan điều tra tính chân thực của chuyện này. Dưới áp lực dư luận, cảnh sát buộc phải giao Rakua cho tòa án theo đúng trình tự, mà đó lại chính là kỳ vọng của giáo sư. Lúc này Rakua đang bị áp giải ra tòa án, còn được cả 7 chiếc xe hộ tống. Trên đường họ không có bất kỳ cơ hội nào ra tay, nhưng nhóm siêu đạo Trích đã phân tích ra được. Phần yếu ớt nhất của đối phương đó chính là bãi đỗ xe. Một khi đến được tòa án, xe cảnh sát sẽ chờ ở bên ngoài. Chỉ có xe áp giải phạm nhân mới có thể vào được bãi đỗ xe. Đây chính là cơ hội tốt nhất để họ ra tay. Vì thế giáo sư đã tìm một nhà hàng bỏ hoang ở rất gần bãi đỗ xe, sau đó phái chuyên gia đến đào hang. Cả đường hầm dài khoảng 11 mét, họ buộc phải hoàn thành với ít tạp âm nhất có thể, vì thế thời gian phải kéo dài ra hơn. Nhiệm vụ duy nhất giáo sư giao cho Rakua chính là kéo dài thời gian. Trên tòa, Rakua đã khai ra hết toàn bộ kế hoạch của đồng đội, ngay cả việc ăn uống đi đứng cũng đều kể vô cùng chi tiết. Các thẩm phán cũng ngơ ngác, lần đầu tiên họ gặp một tội phạm phối hợp như thế, chưa hỏi gì mà đã khai hết. Thế là Rakua đã kể cả một ngày, thẩm phán có hơi bất lực, ông ta cho người mang bữa tối vào. Lúc này đường hầm đã được đào xong, vì để chặn tiếng đá rơi xuống, giáo sư phái người bật nhạc âm lượng cao nhất gần khu đỗ xe, thành công thu hút sự chú ý của bảo vệ. Sau đó ông lại liên lạc với nhóm hacker của mình để thay đổi tín hiệu trong phòng giám sát tòa án. Những gì bảo vệ nhìn thấy chỉ là video thu sẵn. Vài phút sau tường đã bị đào ra, nhiệm vụ bước vào giai đoạn tiếp theo. Các chuyên gia dựng thêm một mặt tường phía trước bức tường gốc, quét vôi quét sơn để làm giả thành thật. Cuối cùng là lắp thêm một cánh cửa, có vài người nấp phía sau. Khi cảnh sát áp giải Rakua ra ngoài, họ đã lấy vũ khí tấn công khiến vệ sĩ không kịp phản ứng. Thế là Rakua đã được cứu ra, nhưng vẫn chưa đủ, bọn họ lại cài bom trên người cảnh sát, còn bế đi một cô gái có ngoại hình tương tự Rakua đến để mạo danh. Chỉ cần họ dám lên tiếng bom sẽ phát nổ ngay lập tức. Vì sự an toàn của mọi người, các cảnh sát chỉ có thể mang tội phạm giả ngoan ngoãn lên đường. Sau đó Rakua đã bò ra từ đường hầm, dưới sự sắp xếp của giáo sư cô đã leo lên được xe van, tiếp đến là chạy thoát ngay dưới mí mắt cảnh sát. Sau khi ra ngoài, Rakua được đưa lên một chiếc trực thăng vũ trang, rõ ràng là giáo sư đang bày một ván cờ lớn. Cùng lúc đó Alicia đang trầm
tư suy nghĩ sau khi bị đình chỉ. Cô ta không hiểu là chỗ nào đã xảy ra vấn đề, tại sao nhóm siêu đạo Trích luôn có thể hành động trước họ một bước. Đột nhiên cô ta nhớ ra anh cảnh sát chạy vặt ở hiện trường, chỉ có anh ta có thể mang thông tin từ ngoài vào cho Rakua. Vì để chứng minh suy nghĩ của mình, Alicia đã tìm đến khu dân cư mà anh ta ở. Cô ta dùng một vài thủ đoạn đặc biệt để xem được camera giám sát mấy ngày trước. Hình ảnh trong đó chính là cảnh giáo sư tiếp cận anh cảnh sát, lại còn tìm được một biển số xe. Cô ta cảm thấy bản thân càng lúc càng đến gần giáo sư. Trong ngân hàng, nhóm siêu đạo Trích dùng người nhà của Gandia để uy hiếp hắn, buộc hắn phải phối hợp diễn một vở kịch cho cảnh sát xem. Sau đó Gandia gọi điện thoại cho đại úy, vừa chạy vừa nói mình bị nhóm siêu đạo Trích phát hiện, bây giờ đang chạy lên sân thượng. Đại úy nghe xong đã bảo hắn nhất định phải kiên trì, sau đó lập tức ra lệnh phái một chiếc trực thăng đến sân thượng cứu người. Không ngờ rằng tín hiệu của họ đã bị hacker chặn lại. Khi giáo sư biết tin thì phái chiếc trực thăng mà mình đã mua lập tức bay đến ngân hàng, chính là chiếc mà Rakua vừa lên. Ở một bên khác, nhóm siêu đạo Trích ném ra rất nhiều bom khói trên sân thượng, lượng khói khổng lồ che khuất tầm mắt các lính bắn tỉa. Rio đã giả trang thành Gandia để chạy lên sân thượng, nhóm siêu đạo Trích đổi thành đạn lép và theo sát phía sau. Từ trên video mờ ảo có thể thấy được hai bên đang giao chiến kịch liệt, khói dày đặc khiến cảnh sát không thể chi viện, chỉ có thể nhìn nhóm siêu đạo Trích tự biên tự diễn trên sân thượng. May mà trực thăng đến kịp lúc, Rakua nhảy xuống từ trên cao, đại úy còn tưởng rằng chi viện đến, kết quả trực thăng quay đầu bỏ đi. Ông ta vội vàng hỏi thăm tình hình, Rakua trả lời rằng trực thăng có vấn đề, nhóm siêu đạo Trích cứ để bọn họ đối phó. Những lời này đã làm mọi người phấn chấn, nhưng bộ chỉ huy lại nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại. Hóa ra các cảnh sát áp giải tòa nhân đã phát hiện nạn nhân đào tẩu. Đại úy căn bản không còn lòng dạ nào quan tâm, làm gì có chuyện nào hấp dẫn hơn cuộc đấu súng đang diễn ra nữa. Ông ta còn đang đắm chìm trong thế giới anh hùng. Hai thuộc hạ phía sau phát hiện có điều không đúng, cả hai nhắc nhở đại úy rằng mình bị chơi rồi. Lúc này ông ta mới phản ứng lại kịp, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Lúc này Rakua đã vào được ngân hàng, đoàn tụ với những đồng đội trước kia, nhưng đúng lúc họ đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, bên phía giáo sư đã xảy ra chuyện lớn. Lần này phiền to rồi, Alicia đã thông qua từng chút manh mối một để tìm ra được nơi ẩn náu của giáo sư. Nhóm siêu đạo Trích này đang trộm đi 90 tấn vàng từ ngân hàng Tây Ban Nha. Để tiện cho việc vận chuyển, họ đã nung chảy vàng sau đó cho vào trong nước để làm thành hình dạng như hạt đậu, sau đó xử lý một lượt rồi đổ vào trong đường ống. Nhưng nhiều hạt đậu vàng thế này rất dễ làm tắc đường ống. Nhưng nhóm siêu đạo Trích không hề lo lắng, bởi vì mấy năm trước họ đã đến Nam Cực, dùng cách riêng của mình để trộm đi một máy bơm dầu công suất lớn. Nghe nói công suất của thứ này khi vận hành lên đến hàng trăm triệu mã lực, chỉ cần 90 phút là đã có thể rút sạch 90 tấn đậu vàng và vận chuyển nó đến căn cứ của giáo sư. Nhưng thời gian càng dài thì sơ hở càng lớn. Alicia vì muốn lấy công chuộc tội sau khi bị đình chỉ, đã thông qua các manh mối nhỏ để tìm được chỗ ẩn náu của giáo sư, đồng thời hỏi xem kế hoạch thật sự của ông là gì. Thấy ông không chịu nói, Alicia cũng không lằng nhằng nữa. Chỉ với vài chiêu cô ta đã hạ gục được giáo sư. Trong ngân hàng, Rakua gọi điện thoại cho giáo sư, nhưng lúc này giáo sư đã bị trói chặt trên ghế. Alicia khó hiểu, bởi vì cô ta không biết Rakua đã được giáo sư cứu ra. Lúc sau cô ta tiếp tục thẩm vấn kế hoạch của nhóm siêu đạo Trích, giáo sư Tèo cũng không nói. Kết quả bị cô ta bồi một phát lên chân, cơn đau mãnh liệt khiến ông buộc phải nói ra một vài thông tin có ích. Ông nói rằng họ đã nấu chảy vàng thành đậu vàng, sau đó sẽ được vận chuyển ra ngoài theo đường ống nước. Lúc được đưa ra ngoài thì nước và bùn sẽ trộn lẫn vào nhau, cho nên dù có trải qua các đặc vụ cũng sẽ không bị phát hiện. Alicia biết những lời này nửa thật nửa giả, cô ta chắc chắn giáo sư ở lại đây là vì có mục đích khác, thế nên đã kéo ông đi. Cùng lúc đó đại úy vì chuyện của nhóm siêu đạo Trích mà đau đầu nhức óc, vì để có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất, ông ta đã gọi cho chiến hữu của mình, nhờ đối phương đưa một đội đến để thu lưới. Bên này Alicia đang đưa giáo sư rời đi, cô ta buộc phải hỏi ra được kế hoạch chi tiết của họ, nếu không một khi giáo sư rơi vào tay cảnh sát, ông ấy chắc chắn sẽ có cách thoát ra được. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thẩm vấn, nhưng giáo sư sao có thể bán đứng đồng đội. Ông nói rằng cô ta chỉ có thể lấy được một cái thây thôi. Giáo sư bị treo lơ lửng, nhưng cho dù như thế ông cũng không bán đứng đồng đội. Hơn nữa kế hoạch này cho dù không có ông vẫn có thể tiến hành. Nhìn dáng vẻ quật cường của giáo sư, Alicia rất muốn bóp cò để giải quyết ông, nhưng cô ta không biết là bản thân cố gắng hết sức tìm kiếm chứng cứ cho cảnh sát, còn đại úy thì đã đổ hết tội lỗi việc Rakua tẩu thoát lên đầu cô ta, lại còn phái người ngụy tạo chứng cứ để chứng minh cô ta từng xuất hiện ở gần tòa án. Alicia không biết gì nên đã bảo giáo sư gọi điện cho đồng đội. Rakua nhận được hồi âm đã kích động đến suýt rơi nước mắt. Cô ấy nói rằng có thể vận chuyển vàng ra ngoài rồi, nhưng giáo sư lại không cho cô làm thế, bởi vì cảnh sát đã phát hiện bể chứa nước mưa rồi. Giáo sư từng nói với họ, một khi bể chứa nước mưa bị phát hiện tức là nhiệm vụ đã thất bại. Tiếp đến Alicia nói với họ nên trân trọng khoảng thời gian cuối cùng này đi. Mọi người đều ngơ ngác, họ không dám tin giáo sư đã bị cảnh sát lụng đi. Điều này tức là hy vọng để cả nhóm sống sót thoát ra là rất mong manh. Lúc sau Alicia
Patricia cắt đứt việc tâm tình của họ, đồng thời nói rằng sẽ gặp lại nhau sau vài tiếng nữa. Sau đó cô ta cúp điện thoại, mọi người không biết phải làm sao. Tokyo cho rằng hẳn là giáo sư còn có đường lui, nhưng những lời Raku nói đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của cô. Bể chứa nước mưa là phương án cuối cùng rồi, bây giờ tất cả đều bị hủy rồi. Vào lúc mọi người đang tuyệt vọng, Helsinki phát hiện có một đội quân đang trên đường đến, chính là đội quân mà đại úy phái đến. Lần này phiền phức rồi, chỉ mỗi đặc vụ thôi đã đủ cho họ ăn hành, bây giờ lại thêm lính đặc chủng. Chẳng lẽ lần hành động này của cả nhóm phải thất bại sao? Thấy rằng phải tấn công để thoát thân, cả nhóm đã tháo mặt nạ và vũ khí, đi chân đất ra ngoài cửa. Cảnh tượng đột ngột này khiến cảnh sát ngơ ngác. Sau đó nhóm siêu đạo Trích tự tin phất cờ trắng, tất cả dân chúng đang phất cờ hô hào vì họ. Đại úy nhìn thấy cảnh tượng này đã nổi trận lôi đình, chính vì nhóm siêu đạo Trích này mà mặt mũi ông ta đã bị mất sạch. Vô số lần hành động đều bị bọn họ giải quyết hết. Đại úy lập tức phát một đội quân muốn xóa sổ nhóm siêu đạo Trích. Phó cảnh sát trưởng vội vàng cản ông ta lại, bởi vì nhóm siêu đạo Trích đã phất cờ trắng. Từ xưa đến nay cờ trắng luôn là biểu tượng hòa bình, tuyệt đối không được xúc phạm cờ trắng trước thế giới. Đại úy lúc này mới khôi phục lý trí. Nhưng tại sao nhóm siêu đạo Trích lại hành động như thế? Hóa ra là khi nãy thông qua điện thoại, họ đã biết được giáo sư bị Alicia bế đi. Kế hoạch của cả nhóm sắp phải phá sản. Lần này họ ra ngoài là để thử thái độ của cảnh sát trước mặt dân chúng và truyền thông. Đại úy bất lực chỉ có thể bỏ vũ khí xuống để đàm phán trực diện với nhóm siêu đạo Trích. Con tin ngơ ngác khi nhìn thấy đội quân trước mặt. Đây đã không còn là xung đột dân sự bình thường nữa, bởi vì trong mắt cảnh sát họ là con tin, nhưng trong mắt quân đội họ chỉ xem như là tổn thất không có đáng. Một khi công vào thì không ai thoát được. Lúc này đại úy đã đến hiện trường. Thái độ của ông ta vô cùng cứng rắn. Ông ta cho nhóm của Rakua 3 phút để suy nghĩ. Nếu không ông ta sẽ cho quân đội tấn công. Rakua bảo đại úy cho mình một tiếng. Điều kiện là cô sẽ thả Gandia ra. Đại úy đoán cô cũng không gây ra thêm được sóng gió gì nên đã đồng ý. Thấy thái độ của đối phương, Rakua ý thức được giáo sư không nằm trong tay cảnh sát. Nếu không ông ta chắc chắn sẽ không dễ thương lượng như thế. Họ ý thức được có lẽ chuyện này còn có thể xoay chuyển. Sau khi mọi người quay lại, họ phát hiện Gandia đang đấu tay đôi với Bogota. Hóa ra trước khi Gandia đi, anh ta muốn combat hắn một trận để báo thù cho đồng đội. Không ngờ có một con tin đã nhân cơ hội giật súng. Sau đó hắn ta xả súng vô tội vạ khắp nơi, nhưng không bem trúng tên cướp nào mà lại hạ gục hai con tin khác. Người này chính là giám đốc xưởng in tiền. Sau khi hết một băng đạn, hắn ta dẫn các con tin bỏ chạy từ cửa hông. Nhóm siêu đạo Trích đuổi theo phía sau. Hai bên bắt đầu điên cuồng xả súng trong ngân hàng. Nhưng con tin làm sao là đối thủ của nhóm siêu đạo Trích, bọn họ nhanh chóng yếu thế. Giám đốc ngân hàng đột nhiên nhớ ra gần đó có khu dỡ hàng, thế nên dưới sự yểm hộ của giám đốc xưởng in, mọi người nhanh chóng chạy đến khu dỡ hàng. Nhưng khi đến nơi thì bọn họ lại ngơ ngác, trên cửa được gắn bom dày đặc. Vào lúc mọi người đang tuyệt vọng, giám đốc xưởng in nhìn thấy một tia hy vọng. Bọn họ úp bậy úp bạ thế nào mà lại vào nhầm kho vũ khí của Gandia, vật đổi sao rời, lần này các con tin có thể nở mày nở mặt rồi. Giám đốc xưởng in biết đã đến lúc lật lại ván cờ, hắn ta trang bị cho mỗi người một khẩu SMG, sau đó ra lệnh cho hai người trèo vào đường ống thông gió, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ chờ nhóm siêu đạo Trích đi đến. Có mai phục, hỏa lực mạnh mẽ đã dồn nhóm siêu đạo Trích vào trong góc. Lúc này bọn họ đã sắp hết đạn dược rồi. Tokyo nghĩ ra một nơi vẫn còn hàng tồn, cô vội vàng đi lấy. Denver vì để yểm hộ cho cô mà đã ăn luôn viên kẹo đồng. Giám đốc xưởng in thấy đối phương không chịu lộ diện, đã vào trong kho vũ khí lục tìm khắp nơi. Một thùng lựu đạn đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Tiếp đến hắn lấy hai quả lựu đạn ném ra ngoài. Lựu đạn kia, một tiếng nổ lớn vang lên, nhóm siêu đạo Trích bị nổ tán loạn khắp nơi. Từ khi bắt đầu đến nay họ chưa từng phải chật vật thế này. Giám đốc xưởng in đã xóa sổ đỏ cả mắt. Hắn ta lấy súng phun lửa đi ra ngoài. Sau đó hắn ta lấy cơ thể làm tâm và tinh thần làm phương trình, bắt đầu trao đổi mãnh liệt với nhóm siêu đạo Trích. Denver biết đây là chiêu khích tướng, nhưng anh vẫn không khống chế được. May mà đồng đội kéo lại kịp thời. Lúc này anh ta mới tỉnh ngộ bản thân suýt thì đã hại đồng đội. Cùng lúc đó Helsinki phát hiện lính đặc chủng đang tập trung về phía này. Anh ta vội vàng báo cho đồng đội, bởi vì một khi quân đội phát động tấn công, bọn họ sẽ không có phần thắng. Vì để kéo dài thời gian, Raku ra lệnh cho đồng đội lập tức thả Gandia ra. Bogota cột một quả bom khói vào người hắn ta, sau đó đẩy hắn ra ngoài ngân hàng. Nhìn thấy Gandia, đối phương quả nhiên đã ngừng tấn công. Gandia muốn nói cho họ biết hiện tại là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng bom khói thực sự quá dày, vừa mới mở miệng đã bị khói làm sặc. Đại úy thấy thế đã tạm ngừng tấn công. Trong ngân hàng, Palermo trông thấy hai tay súng trên cửa sổ đã biến mất. Anh ta tưởng rằng đã đến lúc tấn công, không ngờ suy nghĩ này của Palermo suýt thì đã khiến cả đội bay màu. Đột nhiên có một thứ to lớn tiến vào chiến trường. Trên xe có hai con tin đang cầm khiên chống bom. Giám đốc ngân hàng vác súng máy hạng nặng. Trong một góc nhỏ thế này quả thật nó là vô địch. Nhóm siêu đạo Trích hoàn toàn không gây ra chút sát thương nào được với nó. Sau nhiều lần giao đấu, đạn dược của nhóm siêu đạo Trích đã dùng hết sạch. Vào thời khắc mấu chốt, Monica đã thông qua đường ống.
Để đến được phía sau giám đốc xưởng in, đối mặt với người tình cũ, giám đốc xưởng in muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ. Nhưng lần này Monica không hề nương tay nữa. Cô giải quyết giám đốc xưởng in, nhóm siêu đạo Trích lại khống chế được cục diện lần nữa. Số con tin còn lại không còn người dẫn đầu, đã lần lượt buông vũ khí đầu hàng. Vì để tuân theo quy tắc không làm hại con tin của giáo sư, bọn họ đã cho giám đốc ngân hàng đưa giám đốc xưởng in ra ngoài chữa trị. Vừa vào cửa, cảnh sát đã tháo còng tay của giám đốc ngân hàng ra, còn dùng thiết bị dò kim loại để xem trên người ông ta có máy nghe lén không. Không ngờ rằng máy nghe lén đã được nhóm siêu đạo Trích đặt vào còng tay. Lúc sau, giám đốc ngân hàng đã khai ra hết tình hình bên trong. Khi nghe thấy nhóm siêu đạo Trích đã cứu vài con tin, đại úy lập tức muốn bóp méo sự thật. Ông ta nói với truyền thông rằng nhóm siêu đạo Trích đã bem chết toi con tin, nhờ đó đã thắng về mặt lòng dân và dư luận. Mà những lời tiếp theo của đại úy càng khiến người ta không rét mà run. Ông ta cho rằng kế hoạch của mình rất bí mật, không ngờ rằng tất cả chứng cứ đều đã được thu vào trong còng tay. Tiếp đến, ông ta mở họp báo công bố chuyện nhóm siêu đạo Trích hại con tin bay màu ra. Chỉ cần thắng được dư luận thì sau đó ông ta có thể hành động mà không lo lắng gì. Sau đó lại đổ hết tất cả những chuyện xấu của cảnh sát trong khoảng thời gian này lên đầu Alicia. Ông ta nói rằng người này là kẻ phản bội cảnh sát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Alicia tức đến bốc khói. Cô ta vốn muốn giao giáo sư cho cảnh sát xử lý, bây giờ xem ra là không còn cần thiết nữa. Bị đại úy nói như thế, cô ta đã hoàn toàn mất đi cơ hội quay lại đội. Alicia vừa kích động thì cô đã vỡ nước ối. Giáo sư bảo cô ta thả mình ra, ông có kinh nghiệm trong chuyện đỡ đẻ. Alicia cũng là một người lì lợm, cô ta lấy một cái thau muốn tự mình đỡ đẻ cho mình. Cùng lúc đó, bên phía nhóm siêu đạo Trích và cảnh sát vẫn còn giằng co. Đại úy cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, ông ta muốn khởi động sức mạnh của quân đội để can thiệp. Mà đội lính đặc chủng trong tay ông ta, một khi phát động tấn công thì số con tin còn sống sót sẽ không quá một nửa. Nhưng bây giờ ông ta không quan tâm được nhiều thế nữa. Nếu nhóm siêu đạo Trích đem 90 tấn vàng rời đi, ông ta sẽ phải gánh trách nhiệm nặng nề. Thế là ông ta tiến hành động viên trước khi ra trận. Bên phía nhóm siêu đạo Trích cũng đã chấn giữ các con đường chủ chốt, chỉ cần đối phương tấn công họ sẽ bồi trả lại nặng nề hơn. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Ở một bên khác, Alicia cố gắng cả buổi nhưng cô ta không thể nào sinh ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ cởi trói cho giáo sư để ông giúp mình. Giáo sư quả nhiên không nói dối, dưới sự giúp đỡ của ông thì mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi. Nhìn thấy con mình, Alicia buông bỏ sự hiếu thắng trong lòng, giáo sư cuối cùng cũng được tự do. Ông vội vàng kiểm tra tình hình của đồng đội, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ông á khẩu. Chỉ thấy rất nhiều xe bọc thép đang bao vây về phía ngân hàng. Lính đặc chủng dưới trướng đại úy đã lấy trang bị ra, bọn họ đang muốn tấn công từ phía sân thượng. Sau khi lắp đặt xong bom, một tiếng nổ lớn vang lên, rất nhiều lính đặc chủng từ trên trời hạ xuống. Nhóm siêu đạo Trích nghe tiếng vội chạy đến, hai bên giao chiến kịch liệt. Paekmo tìm ra được vị trí của đối phương, anh ta bảo đồng đội yểm hộ, còn mình thì vác tên lửa bóp cò một phát. Lúc này nhóm siêu đạo Trích mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Họ vội vàng kiểm tra tình hình của Helsinki. Lúc này anh ta đang bị đè bên dưới một bức tượng, nhưng bức tượng thật sự quá nặng, bọn họ dùng hết sức bình sinh cũng không lay chuyển được. Thấy Helsinki đang gặp nguy hiểm, Bogota đề nghị phế chi để giữ sự sống cho ông ấy. Lúc này Rio nhìn thấy một cột đá gần đó, chỉ cần có thể lấy nó xuống được thì sẽ có thể nâng bức tượng lên để cứu Helsinki. Vào thời khắc mấu chốt, Rakur đã đến kịp lúc, cô ném ra vài quả bom khói. Sau đó các đồng đội bắt đầu dùng hỏa lực yểm hộ. Rio nhân cơ hội trèo lên người Bogota để lấy được cột đá. Sau một đợt kéo mạnh, cuối cùng họ cũng lấy được nó xuống, nhưng cũng vì thế mà Bogota trúng đạn. Hai người gánh cột đá về lại căn cứ, họ cố gắng nhấc bức tượng lên một khoảng, mấy người hợp sức lại để cứu Helsinki ra. Nhưng tình hình bên ngoài vẫn không lạc quan mấy, vì để nhanh chóng giải quyết được nhóm lính đặc chủng này, giáo sư đã bảo các đồng đội bọc ra phía sau bọn họ từ hướng sân thượng, hình thành thế kẹp giữa. Vì để bao vây được những kẻ xâm nhập, một nhóm cướp khác đã dẫn các con tin xông lên sân thượng, như thế sẽ khiến nhóm lính bắn tỉa không biết ai là địch ai là bạn. Nhóm siêu đạo Trích trộn lẫn và nhóm con tin để đến gần lỗ hổng bị nổ ra. Bên dưới vẫn đang giao chiến kịch liệt, hỏa lực mạnh mẽ khiến nhóm siêu đạo Trích không dám lộ diện. Chính vào lúc này nhóm của Tokyo từ trên trời lao xuống, tiểu đội lính đặc chủng bị úp sọt không kịp phòng thủ. Lúc này nhóm siêu đạo Trích đã hoàn toàn bao vây được những kẻ xâm nhập, nhưng họ không hề hoảng hốt. Tên đứng đầu giả vờ đầu hàng, sau đó nhân lúc nhóm siêu đạo Trích không chú ý đã ném ra một loạt bom hạng nặng. Ngay tiếp theo đội lính lập tức đứng lên áp chế, việc xả súng có chiến thuật khiến bọn họ chiếm thế thượng phong. Hiện trường lập tức xuất hiện một mạng lưới hỏa lực giao nhau, nhóm siêu đạo Trích bị tách ra để áp chế. Đội lính nhân cơ hội này đóng cửa lớn lại, chặn lại một phần nhóm siêu đạo Trích. Đội lính muốn giải quyết lần lượt từng nhóm. Bây giờ bên ngoài chỉ còn lại nhóm 3 người của Tokyo, những người khác bị ép đến phòng bếp. Đối mặt với 8 lính đặc chủng đỉnh cấp, họ còn có cơ hội để phản kháng sao? Nhóm siêu đạo Trích dần rơi vào thế yếu thì bên cảnh sát cũng không rảnh rỗi. Đại úy phái đội tháo dỡ bom mìn đến để gỡ bom ở cửa chính. Ông ta muốn phát động tổng tấn công để chiếm lại ngân hàng. Nhưng vào lúc này giáo sư đã gọi điện thoại cho đại úy
úy. Ông ra lệnh đại úy phải lập tức hủy bỏ đợt tấn công thứ hai. Giáo sư còn cho phát đoạn ghi âm. Ông ta vu oan cảnh sát và làm giả chứng cứ ra. Đại úy ngơ ngác, ông ta tính toán trăm bề, cũng không ngờ được nhóm siêu đạo Trích lại bỏ máy ghi âm vào còng tay. Giáo sư nói rằng mình chỉ muốn có một cuộc chiến công bằng. Bây giờ trong ngân hàng có 8 lính đặc chủng, mà người của tôi cũng chỉ có 10 người. Nếu ông phái thêm chi viện đến, tôi chỉ có thể công khai đoạn ghi âm ra. Đại úy vô cùng thương tiếc thuộc hạ của mình, nhưng vì tiền đồ ông ta quyết định từ bỏ cơ hội hiếm có này và để 8 lính đặc chủng dưới trướng tự sinh tự diệt. Đội trưởng đội đặc vụ không hiểu, nhưng anh ta chỉ có thể nghe lệnh đại úy. Trong ngân hàng, nhóm siêu đạo Trích bị tách ra cũng không ngồi yên chờ đắp chiếu. Tokyo dựa vào yểm hộ mà điên cuồng xả súng, nhưng lính đặc chủng hàng đầu cũng không phải người ăn chay. Một người cầm súng máy bắn liên thanh vào cửa chính, cánh cửa lập tức nổ tung. Denver thấy tình thế không ổn, anh ta lôi một miếng sắt xuống từ sân thượng, loạt đạn dày đặc lập tức lấp đầy miếng sắt, hai người căn bản không đỡ nổi. Tokyo chợt nghĩ ra, cô tìm trong phòng bếp một con gà nướng và ném ra ngoài. Sau đó ba người hợp lực biến miếng sắt thành cánh cửa. Thấy con gà mãi không phát nổ, một người lính đã lấy quả lựu đạn ra khỏi con gà, sau đó lắp chốt an toàn lại. Khá thật, đúng là liều ăn nhiều, nhưng đồng thời bọn họ cũng mất đi cơ hội tấn công tốt nhất. Lúc này nhóm siêu đạo Trích đã chiếm được ưu thế địa lý, một khi đội lính ló mặt ra thì sẽ trở thành mục tiêu xả súng. Hết cách, họ chỉ có thể nhờ đội bắn tỉa tìm cơ hội từ bên ngoài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ở bên khác, nhóm cướp bị cửa sắt chặn lại đã bắt đầu gấp gáp. Họ dùng sức cạy ra nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Rio tìm được nguồn điện điều khiển cánh cửa, nhưng thao tác vô cùng phức tạp, muốn giải được mật mã cần ít nhất là một tiếng. Thật sự đợi đến lúc đó thì đồng đội cũng đã bay màu cả rồi. Hết cách, Rakua chỉ có thể tìm thợ đúc đến để nấu chảy vàng. Bên này, Tokyo vì để tìm được điểm đột phá, cô cố ý dùng cách khích tướng để kích thích Gandia. Với những sự nhục nhã mà trước kia phải chịu, Gandia không thể khống chế được tâm trạng của mình nữa. Hắn một tay cầm súng bắn, một tay cầm lựu đạn ném vào khe hở. Tokyo thấy thế thì bay người lên, tay không bắt lấy lựu đạn, một cú ngả người 180 độ tuyệt đẹp. Quả lựu đạn đã được cô ném trả lại thông qua khe hở trên cửa. Năng lực này khiến Gandia cũng phải há hốc. Một tiếng nổ lớn vang lên, đội lính đặc chủng bay màu nghiêm trọng. Một người lính nữ đã nổi điên tại chỗ. Nếu không phải Gandia nhất thời kích động, chiến hữu của cô ta cũng sẽ không ngỏm. Nói xong, cô ta đã muốn ra tay xóa sổ hắn. May mà đội trưởng ngăn cản kịp thời, nhưng hắn cũng cảnh cáo Gandia, nếu còn dám kháng lệnh tôi sẽ bắt anh quỳ xuống và bem lủng đầu anh. Cùng lúc đó, nhóm siêu đạo Trích vì để nhanh chóng chi viện cho Tokyo đã phái một nhóm thợ hàn đến để nung chảy cánh cửa. Đội trưởng nhìn thấy cửa sáng lên, biết rằng không thể kéo dài tiếp nữa. Họ quyết định úp sọt từ lỗ hổng trên cửa hông, nhưng âm thanh nơi này đã bị Tokyo nghe thấy hết. Cô áp lên tường quan sát cẩn thận, kết quả một mũi khoan suýt thì chạm vào đầu cô. Tokyo tức giận, cô thẳng tay nổ súng vào lỗ khoan, hai tên lính đau đớn ngã xuống. Tuy rằng đã ngăn được họ nhưng vị trí của hai người cũng bị lộ. Tay bắn tỉa mai phục trên sân thượng đã điên cuồng ngắm thẳng vào kho chứa đồ. Tokyo ăn kẹo đồng miễn phí, mưa đạn dày đặc ập đến, cô không kịp tránh đi nên đã nhận lại khá nhiều kẹo đồng. Denver vội vàng kéo cô sang một bên, nhưng lúc này Tokyo đã không thể cử động, nhưng mà họa vô đơn chí, thiết bị nung chảy cửa cũng hỏng rồi. Thời gian chi viện lại kéo dài thêm. Bên này Rio gấp gáp cứu người, anh xuống tầng dưới để cắt trần nhà ra, nhưng việc này cũng cần rất nhiều thời gian. Trong phòng bếp, Denver đang cố gắng dựng hàng rào phòng phủ. Lúc này đội đặc chủng đã bắt đầu đặt thuốc nổ. Vào thời khắc quan trọng, giáo sư nhắc nhở họ trong nhà bếp có thang máy chuyển thức ăn. Denver nhìn thấy hy vọng sống sót nhưng anh ta do dự, bởi vì nơi đó có khi cao đến 6 tầng lầu. Tokyo đang bị thương nặng không thể nào xuống được, trừ khi họ bỏ cô ấy ở lại. Tokyo suy nghĩ một lúc, cô âm thầm đưa ra một quyết định vĩ đại. Để tôi yểm hộ cho mọi người phải di chuyển với tốc độ tối đa, sau đó lót đệm bên dưới, như thế tôi mới có thể ra ngoài. Hai người rưng rưng rời đi. Thật ra Tokyo đã chuẩn bị tâm lý sẽ hẹo. Với tình hình của cô hiện tại, cho dù ra ngoài cũng sẽ làm liên lụy đồng đội. Chính vào lúc này Rio cuối cùng đã khoan được trần nhà, nhưng miệng lỗ thật sự quá nhỏ. Tokyo bò đến nắm lấy tay anh, nhìn thấy người yêu cố chấp vì mình, cho dù đang trong tình thế hiểm nghèo cô cũng không thấy sợ. Tokyo bảo Rio mau chóng rời khỏi đây, bởi vì đội đặc vụ đã cho nổ tường. Tình hình hiện tại cho dù là thần tiên đến cũng không cứu cô được. Đội lính xông vào trong kho chứa đồ, Tokyo quay lại trận chiến. Rio điên cuồng cắt trần nhà, Denver sau khi xuống tới nơi đã điên cuồng lót đệm bên dưới thang máy. Các đồng đội gấp gáp chi viện, chỉ hận không thể nuốt chửng cánh cửa trước mắt. Tất cả mọi người đều đang cố hết sức. Tokyo vác súng máy liều mình phản kháng. Tokyo, đừng buồn, hôm nay có những chuyện phải kết thúc. Hôm nay là ngày bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong cuộc đời anh. Anh vẫn còn rất nhiều giai đoạn khác nữa. Anh phải đi đi, đừng quay đầu lại. Tokyo, không còn thời gian nữa, mau nhảy đi. Ông vẫn luôn là thiên thần hộ mệnh của tôi. Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ mọi người. Tôi không phải là kiểu người sẽ chờ thăng thiên trong lồng sắt.
khi biết Tokyo xảy ra chuyện, giáo sư chìm đắm trong điên cuồng. Ông dùng nước trong bồn cầu để rửa mặt. Alicia nhìn thấy cảnh tượng này, cô ta biết cơ hội đào tẩu của mình đã đến, thế là âm thầm mở tủ lấy băng đạn đi. Maxey phát hiện Alicia biến mất, trong nồi cũng trống không, anh ta biết có chuyện chẳng lành. Khi quan sát thấy đối phương đang trông xe qua camera, Maxey vội vàng báo cho giáo sư, lúc này ông mới lấy lại lý trí. Giáo sư bảo Benjamin ở lại đây, còn ông sẽ dẫn Maxey đuổi theo. Nhưng lúc này Alicia đã xông ra khỏi đường ống, giáo sư cũng đuổi theo đến hầm xe. Ông gọi điện thoại cho các đồng đội, nói cho họ biết chuyện Alicia đã đào tẩu. Palermo trách ông là có chút chuyện như thế cũng làm không xong. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt nhất trong kế hoạch. Raquel lại bảo ông cứ yên tâm đuổi theo, họ vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Cùng lúc đó, đội trưởng đội đặc chủng trong ngân hàng đã gọi điện cho đại úy. Khi nghe thấy Tokyo đã bị bọn họ giải quyết, đại úy vô cùng kích động. Đây là tin tốt nhất trong những ngày gần đây. Nhưng ông ta vừa tuyên bố tin thắng lợi thì đã nghe đội trưởng báo cáo tình hình thương vong. Bởi vì Tokyo đã phản kháng trước khi đắp chiếu, nên tiểu đội có 5 người thăng thiên và 2 người bị thương, chỉ còn mình hắn may mắn sống sót. Đại úy sững lặng tại chỗ, trận đấu này vẫn là ông ta tổn thất nhiều hơn. Ông ta ra lệnh tiểu đội hủy bỏ hành động, chuẩn bị rút lui từ trên không, nhưng đội trưởng không tính rời đi. Từ khi ra chiến trận đến giờ hắn chưa từng thảm bại như thế này, hơn nữa bây giờ là cơ hội ngàn năm có một, hắn buộc phải tiêu diệt hết nhóm siêu đạo trích này. Nói xong hắn cúp máy, đội trưởng hét lên với nhóm siêu đạo trích đang nung chảy cửa, nói rằng bên phía hắn có người bị thương cần ra ngoài chữa trị, bây giờ chỉ còn mình hắn và một thương binh. Palermo nghe xong đã thông báo cho các thành viên, đồng thời yêu cầu bản thân ra mặt đàm phán với họ. Nhưng khi hai người quay đi, đã phát hiện Rio đang vác tên lửa phía sau lưng. Chỉ cần cửa mở ra anh sẽ lập tức tiễn đối phương về Tây Thiên để báo thù cho Tokyo. Raku đã khuyên anh bỏ vũ khí xuống, bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính. Rio lại đặt tay lên cỏ súng, còn nói rằng chính đám người này đã bem đồng đội của họ. Chúng ta còn phải chữa trị cho thương binh của chúng sao? Anh không chấp nhận được. Raku bước từng bước đến gần, sau đó cô giành lấy tên lửa. Tokyo đi chân lạnh toát rồi, ai lại không đau lòng cơ chứ? Trong căn cứ của cảnh sát, đại úy đã như phát điên. Ông ta nghe thấy những người lính hy sinh đều có vợ con, thế mà lại bảo thuộc hạ thu thập hình ảnh của họ. Sau đó công khai với truyền thông rằng nhóm siêu đạo trích đã xóa sổ 5 con tin để thắng được dư luận và lòng dân. Chỉ đáng thương cho người nhà các binh lính, họ còn phải tận mắt chứng kiến sự ra đi của chồng và cha mình. Cùng lúc đó, nhóm siêu đạo trích cuối cùng đã phá được cửa. Palermo thông qua gương đã thấy được đối phương chỉ có một người. Anh ta nói với đồng đội rằng nếu phát hiện có điều bất thường thì lập tức khai hỏa. Lúc sau vài người đi qua cánh cửa sắt đến trước mặt đội trưởng. Đừng nhìn nữa, bọn họ đắp chiếu cả rồi. Thấy họ vẫn không tin, đội trưởng lấy ra các thẻ bài đặt lên bàn. Palermo lúc này mới buông bỏ đề phòng. Đội trưởng nói rằng mình cần người chữa trị, tôi có thể ở lại làm con tin. Palermo lại bảo hai người họ đều phải ở lại, rồi bảo cảnh sát sắp xếp cho một bác sĩ vào. Đội trưởng liên lạc với đại úy. Sau khi nhận được hồi âm, hắn ta chủ động giao bộ đàm và vũ khí ra để thể hiện lòng thành của mình. Khi Rio đến phòng bếp, anh không tìm được bất kỳ dấu vết nào của Tokyo ở đó. Nhìn thấy thảm cảnh ở hiện trường, lòng anh đau như cắt. Bên này, giáo sư đang dựa theo định vị để đến được một nhà xưởng bỏ hoang. Alicia chờ ở bên trong từ lâu, hai người đều chĩa súng vào đối phương. Giáo sư bảo cô ta phải đi theo mình, nhưng Alicia thà hẹo cũng không theo. Vì để dạy cho cô ta một bài học, giáo sư đã bóp cò vào sàn nhà, nhưng trong súng lại không có đạn. Ông cũng đành ngơ ngác, hóa ra trước khi đi Alicia đã tráo đổi hộp đạn của ông. Sau đó cô ta nhốt giáo sư vào trong cốp xe, không ngờ đuổi theo một đường, người không túm được mà bản thân còn bị lụm ngược lại. Trong ngân hàng, bác sĩ mà cảnh sát phái đi cũng đã đến nơi. Nhóm siêu đạo trích tiến hành kiểm tra toàn thân họ, sau đó mới đưa các bác sĩ vào chỗ thương binh. Helsinki cũng được đẩy ra ngoài, xem ra hôm nay các bác sĩ phải bận rộn rồi. Cùng lúc đó cảnh sát phát hiện có người gửi video trong ngân hàng ra bên ngoài. Đại úy khi nhìn thấy cũng ngơ ngác, trong video hóa ra là đơn khai nhận của Raku. Cô nói rằng hôm nay trong ngân hàng xảy ra thương vong, Tokyo đã ngỏm rồi. Dân chúng ở hiện trường khi nghe tin đã vô cùng đau lòng. Raku nói lần hành động này đã bị biến chất, chúng tôi không đáng được mọi người cổ vũ và theo đuổi. Lúc này Rio đi vào ống kính, anh khóc xin mọi người ở hiện trường quay về nhà, nhưng bên ngoài lại vang lên âm thanh chúng tôi không đi. Chiêu này của nhóm siêu đạo trích đã phủ đầu được đại úy. Ông ta vốn muốn tung tin nhóm siêu đạo trích hại binh lính nhưng không thành. Nhìn thấy quần chúng bên ngoài đang ủng hộ họ, đại úy tức run cả người. Nhưng mà vào lúc này ông ta đột nhiên nhận được điện thoại của vợ. Đại úy vội vàng chạy về nhà. Vợ ông ta đang nằm trong tay Alicia. Cô ta cho đại úy hai lựa chọn. Một là ông từ chức và thừa nhận tất cả sự thật, sau đó tôi sẽ giao giáo sư ra. Hai là hy sinh vợ ông. Từ bây giờ tôi và giáo sư sẽ cao chạy xa bay. Đương nhiên ông ta sẽ không từ bỏ tiền đồ trước mắt để ngồi bóc lịch. Ông ta nói rằng trước khi đến đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát lập tức sẽ phá cửa vào. Về phần lựa chọn thế nào thì phải xem bản thân cô ta. Alicia đương nhiên sẽ không dại mà xóa sổ vợ ông ta. Cô ta dùng báng súng hạ gục đại úy. Giáo sư đang bị giam lỏng trong cốp xe cũng không phải ngồi yên
chịu trận. Ông cắn nát mút xốp ở ghế sau từ đó chui ra ngoài. Khi ra được ngoài xe, lúc này tiếng còi cảnh sát đã vang lên. Giáo sư vội vàng đứng dậy. Trước khi cảnh sát đến, ông đã vào được trong căn nhà. Giáo sư liều mạng chạy lên trên, bên dưới đã bị cảnh sát bao vây rồi. Ông chạy thẳng lên nhà đại úy, vừa quay người lại đã bị Alicia chĩa súng vào người. Hai người không còn đường lui nữa. Alicia bây giờ chỉ có thể tin tưởng giáo sư. Họ lẩn vào trong một gia đình, đúng lúc cảnh sát đi sượt qua, nhưng nơi này nhanh chóng bị cảnh sát bao vây chặt. Vì để có thể rời đi, giáo sư đã cột dây vào máy sưởi, sau đó cuốn băng keo kín tay mình, rồi ông trượt xuống từng bước một. Sau khi Alicia đáp xuống, hai người lẻn vào sau bếp của một nhà hàng. Sau khi ra ngoài lại băng ngang qua một nhóm đặc vụ, nhưng vào lúc họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại phát hiện phía trước có một nhóm cảnh sát đang chặn đường kiểm tra. Bất đắc dĩ hai người chỉ có thể đi vào một tòa nhà dân cư. Alicia dùng hoa tai phá khóa để nấp tạm vào trong. Không ngờ cảnh sát đã tăng thêm nhân lực kiểm tra từng nhà trong khu vực bị bao vây. Họ nhanh chóng kiểm tra đến chỗ ẩn nấp của hai người. May mà cảnh sát không phá cửa mà là gọi chủ nhà đến lấy chìa khóa. Giáo sư tranh thủ thời gian điên cuồng cải tạo sofa. Sau khi chủ nhà mở cửa ra, giáo sư đã kéo Alicia nấp vào trong sofa. Nơi này không có gì cả. Một cảnh sát lật tấm lót sofa lên, tim hai người như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May mà đối phương chỉ lật ra thôi. Sau khi tìm kiếm một lượt cũng không phát hiện được gì. Nhưng lúc họ đang chuẩn bị rời đi, đứa con của Alicia đột nhiên lên tiếng. Lần này toi rồi. Các đặc vụ lại quay trở lại. May mà họ phát hiện một con mèo dưới sofa. Nếu không hôm nay họ mọc cánh khó thoát. Thế là hai người tạm thời thoát được một kiếp. Nhưng cứ như thế cũng không phải là cách. Giáo sư gọi điện về căn cứ. Ông nói địa chỉ nơi mình đang ở để Benjamin tìm một chiếc xe rác đến để cứu mình. Ông cụ này cũng đủ điên cuồng. Ông ấy trực tiếp dẫn vài người chặn đường. Sau đó cả nhóm đã vào được khu phong tỏa đúng như đã hẹn. Nhóm của giáo sư lẩn vào trong thùng rác. Xe đổ rác thuận lợi vượt qua kiểm tra của cảnh sát. Thế là hai người đã tẩu thoát được ngay dưới mũi cảnh sát. Đại úy có nằm mơ cũng không ngờ mình phong tỏa vô ích. Khi giáo sư quay về được căn cứ, nhìn thấy từng khối vàng trước mắt, kế hoạch trong dự tính đã biến thành sự thật. Ngay cả ông cũng cảm thấy kinh ngạc. Palermo, họ thành công rồi. Bể chứa nước mưa đã mở được một xưởng hàn đúc. Đương nhiên là đã vận chuyển ra rồi người anh em. Chẳng lẽ đây không phải là thứ đẹp nhất anh từng thấy qua sao? Vàng đang được chuyển ra, mọi chuyện đã sắp thành công. Cảnh sát đột nhiên dò thám ra được trong ngân hàng có tiếng máy hút rất lớn, giống như có thứ gì đó chảy xuống đường ống nước. Đại úy ý thức được có chuyện chẳng lành, bởi vì rất có thể nhóm siêu đạo Trích đang vận chuyển vàng. Nhưng rõ ràng chuyên gia từng nói 90 tấn vàng không thể nào vận chuyển đi được. Kết quả bây giờ lại xảy ra chuyện. Chuyên gia lại nói, nếu như có máy lọc dầu công suất đủ lớn nung chảy vàng ra thành hạt nhỏ thì sẽ có cơ hội vận chuyển ra ngoài. Đại úy nghe xong đã nổi cơn thịnh nộ. Ông ta lập tức cho thuộc hạ điều tra hướng đi của số vàng. Ông ta kiểm tra từng đường ống một. Chuyên gia phân tích ra được hẳn là sẽ chảy theo hướng hạ lưu. Đại úy lập tức phái tất cả cảnh sát đi. Họ loại trừ lần lượt từng đường ống một. Cùng lúc đó Maxey phát hiện có một đội xe cảnh sát đang đi về phía này. Giáo sư ngây ra tại chỗ. Theo như dự kiến thì cảnh sát không thể nào tìm đến đây nhanh thế được. Nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn rồi. Nhiều vàng như thế này căn bản không thể tẩu tán được. Maxey không muốn từ bỏ, thế nên đã chuẩn bị cho mỗi đồng đội một món vũ khí. Giáo sư sau khi suy nghĩ một lúc, dù có thế nào ông cũng không dám tin cảnh sát sẽ tìm được đến đây. Nhưng lúc này xe cảnh sát đã đi vào đường hầm. Ông lập tức ra lệnh mọi người bỏ vũ khí xuống. Bây giờ tuyệt đối không thể khai hỏa, bởi vì cho dù hạ hết những cảnh sát đó, cũng không giải quyết được chuyện này. Một khi họ bị phát hiện, cảnh sát sẽ nhanh chóng phái thêm nhiều viện binh hơn. Vì để giảm thiểu tội trạng, giáo sư quyết định đầu hàng. Maxey không phục, ông ấy công khai phản đối mệnh lệnh của giáo sư. Dù sao đã vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, thấy chấp niệm của Maxey sâu đến thế, giáo sư nói rằng họ đã thất bại rồi. Tôi sẽ không để mọi người nộp mạng uổng phí. Tôi sẽ gánh hết mọi tội lỗi. Khi cảnh sát đến đây, tất cả nhóm siêu đạo Trích đều giơ tay đầu hàng, chủ động phối hợp với cảnh sát. Không ngờ rằng đây cũng là quyết định hối hận nhất mà giáo sư từng đưa ra. Khi mọi người đang đoán xem sẽ bị phán bao nhiêu năm ngồi bóc lịch trên xe áp giải, giáo sư cuối cùng cũng phát hiện có điều bất thường, bởi vì những tên tội phạm như họ sẽ phải được áp giải ngay lập tức. Bây giờ chờ cả buổi nhưng xe áp giải vẫn không thấy nhúc nhích, hơn nữa còn không có bất kỳ cảnh sát nào canh giữ, chỉ có tiếng còi vẫn còn đang vang. Giáo sư thầm nghĩ có chuyện chẳng lành. Trước khi hành động, giáo sư dự đoán ít nhất phải vài tháng sau cảnh sát mới tìm được đến. Bây giờ xem ra dự đoán của ông gần như đã đúng. Lúc này cảnh sát thật sự đã đến được đường ống cuối cùng ở hạ lưu, nhưng không bắt được gì cả. Đại úy biết mình lại bị chơi rồi. Hóa ra giáo sư sớm đã đoán được suy nghĩ của chuyên gia. Ông ấy đi ngược lại. Hóa ra là ông lợi dụng máy lọc dầu để vận chuyển vàng lên phía thượng lưu. Cảnh sát bên này đã điều tra sai phương hướng. Vậy những đặc vụ khi nãy là ai? Ý thức được có điều không đúng, mọi người vội vàng đạp cửa xe. Sau khi ra ngoài, giáo sư đã ngơ ngác. Ông phát hiện
đường chỉ có một chiếc xe cảnh sát dừng ở đây. Ngoài cửa là máy phát còi báo cảnh sát. Chiếc xe chứa vàng thì đã biến mất tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vàng của chúng ta bị cuỗng mất rồi. Lúc này giáo sư đã nổi lên soát khí. Nhiều người đã phải trả giá và hy sinh như thế. Kết quả lại bị người ta nuốt chửng mất. Chuyện này làm sao giáo sư có thể nhịn được? Nếu không lấy về được, ông ấy sẽ không còn mặt mũi nào gặp ai. Giáo sư Dickson phát vũ khí cho mọi người, sau đó dẫn đội hùng hổ đuổi theo sau. Mỗi chiếc xe trong đội ông đều có định vị. Họ nhanh chóng đuổi theo đến một mỏ đá bỏ hoang. Chiếc xe chở vàng được ngừng ở chỗ này. Mọi người cẩn thận tiến lên tra xét. Không ngờ bên trong đã không còn ai. Vàng trong xe cũng không cánh mà bay. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Xem ra đối phương hiểu rất rõ về kế hoạch của họ. Giáo sư gọi điện cho Rakur. Khi biết vàng bị trộm đi mất, họ cũng rất đau đầu. Trừ người trong đội ra còn ai biết về chuyện này nữa chứ? Giáo sư đột nhiên nhớ đến người đã khuất là Becklin. Anh ta từng nói bạn gái và con trai anh ta ngoại tình với nhau. Về sau hai bố con vì thế mà tuyệt giao. Nhưng con trai Becklin lại biết về kế hoạch trộm vàng này. Đây rất có thể là do bọn họ làm. Sự thật quả đúng như giáo sư đoán. Raphael và Tatiana sau khi cuỗm đi số vàng không biết đã đi đâu. Giáo sư đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ông gọi điện cho Rio, nhờ anh hack vào hệ thống giám sát của mỏ đá để điều tra manh mối. Sau đó lại bảo Maxey đưa người quay về căn cứ để tiêu hủy chứng cứ. Sau khi làm xong mọi việc, giáo sư bắt đầu phân tích lối suy nghĩ của đối phương. Lấy nhiều vàng như thế, chắc chắn không thể qua được chốt an ninh. Dưới tình huống vừa không đem đi được vừa phải bảo vệ, lựa chọn thông minh nhất chắc chắn là đem giấu. Chỉ cần đối phương chưa ra tay, vậy thì họ sẽ có cơ hội tìm lại số vàng mà Raphael cũng đã làm chính xác như thế. Cậu ta chôn vàng vào một cái hố sâu, sau đó lại đè một căn nhà lắp ráp lên, cuối cùng là trải thảm cỏ. Dưới sự hỗ trợ của tiền, nơi này nhanh chóng biến thành một căn nhà có vườn hoa. Thế là họ có thể quang minh chính đại canh giữ số vàng. Mà nhóm siêu đạo trích lúc này không chỉ chưa tìm được vàng, mà còn đang đối mặt với nguy cơ cực lớn. Đội trưởng đội đặc chủng vẫn luôn giả vờ làm con tin, cuối cùng đã ra tay rồi. Hắn ta bảo một người lính giả hẹo trà trộn vào chỗ tối, sau đó tháo dỡ toàn bộ số bom được gắn trong tòa nhà. Bọn họ liên hợp với các bác sĩ được đưa vào để tiến hành phản kháng, nội ứng ngoại hợp với đại úy để thắng được cuộc chiến này. Bên phía đại úy đã lệnh cho tất cả binh lính cởi bỏ quân trang, giả thành bác sĩ và tài xế để trà trộn vào ngân hàng. Khi tất cả đơn vị đều đã vào vị trí, người lính kia sẽ gửi ám hiệu cho đội trưởng. Đội trưởng sau khi nhìn thấy đã ra hiệu bằng mắt cho thương binh. Thương binh lập tức diễn kịch, tất cả mọi người đều bị hắn thu hút sự chú ý. Nhóm siêu đạo trích vội vàng cởi trói để bác sĩ cứu người. Không ngờ đây là lúc tai họa ập đến. Lúc này người lính nữ âm thầm nhảy xuống bên dưới, sau đó tìm đúng góc độ để nhảy xuống tiếp. Palermo bị khống chế tại chỗ, những người khác thì giật vũ khí để khống chế cục diện. Đại úy, có thể bắt đầu hành động rồi. Gọi các đơn vị, bây giờ bắt đầu tổng tấn công. Lượng lớn cảnh sát xông vào ngân hàng, nhóm siêu đạo trích bị úp sọt không kịp trở tay. Tiểu đội bị hạ lần lượt từng người, chờ đợi suốt bao nhiêu ngày, đại úy cuối cùng cũng chờ được tin vui chiến thắng. Xem ra sau này ông ta nhất định có thể phất lên. Đại úy đi vào ngân hàng, nhìn nhóm siêu đạo trích đã từng hống hách huênh hoang, trong lòng ông ta hết sức vui mừng. Lúc sau đại úy lấy đi bộ đàm của Rakur. Giáo sư khi nghe thấy giọng của đại úy đã ngây người ra. Ông chỉ mới rời đi một chút mà tiểu đội đã bị lụm hết cả rồi. Bây giờ vàng và tên trộm vàng còn chưa tìm thấy. Giáo sư chưa từng làm vụ nào mà lỗ thế này. Đại úy nói rằng ông ta sẽ đưa cả nhóm ra tòa, tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ông tốt nhất nên nấp cho kỹ. Không ngờ giáo sư lại làm ngược lại. Ông nói rằng mình sẽ ra đầu thú, nhưng điều kiện là ông phải chấp nhận tôi đầu hàng, cho phép tôi vào trong ngân hàng để cùng chiến đấu với các đồng đội. Mỡ dâng lên miệng mèo, đại úy sao có thể từ chối được. Ông ta ra lệnh cho tất cả mọi người phải tạm ngừng mọi việc trước khi giáo sư đến. Không ngờ rằng đây chính là kế hoãn binh của giáo sư, bởi vì một khi tất cả mọi người đều rời khỏi ngân hàng, cục diện sẽ không thể cứu vãn được, khi đó là sẽ thua trắng. Trước khi đi, giáo sư bảo Alicia phải đi tìm vàng. Ông rất tin tưởng vào năng lực của cô ta. Đối phương đã tìm ra được nơi ẩn nấp của ông lúc còn bụng mang dạ chửa. Ông tin rằng việc tìm ra số vàng sẽ không làm khó cô ta. Có được sự công nhận, Alicia dẫn người lập tức xuất phát. Cùng lúc đó, đại úy dẫn giám đốc ngân hàng vào kho vàng. Trước mắt chẳng còn lại gì, ngay cả chút vụn vàng cũng không có. Mọi người ngây ra tại chỗ, họ không dám tưởng tượng ở đây đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng đã cuỗm hết vàng trong ngân khố nhà nước rồi. Ông có biết thế nghĩa là gì không? Đây là bảo lãnh tín dụng quốc gia. Đó là sự đảm bảo về khả năng thanh toán của đất nước. Đại úy đương nhiên cũng biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế nên ông ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, cứ mỗi một phút là bồi vài phát súng, tạo ra hiện tượng giả rằng nhóm siêu đạo trích vẫn đang phản kháng. Như thế ông ta sẽ có đủ thời gian để quyết định. Lúc này ở bên ngoài ngân hàng, một chiếc xe hơi đỏ đang lao vào dòng người. Người đến chính là giáo sư, đại thần mà người dân đã sùng bái từ lâu. Hôm nay cuối cùng họ cũng được thấy giáo sư thật sự. Dưới sự hoan nghênh của dân chúng, cũng như dưới những ánh mắt kỳ lạ của binh lính, giáo sư bước từng bước vào ngân hàng. Khi đến bên trong ngân hàng, người phụ trách chưa từng lộ mặt của hai bên cuối cùng đã gặp nhau. Đại úy hỏi thẳng ông số vàng đang ở đâu, nhưng giáo sư căn bản không thể nói với ông ta. Nhưng đại úy vẫn rất vui vì đã túm được họ. Không
ngờ rằng đây cũng là một phần trong kế hoạch phức tạp của giáo sư. Kịch hay lúc này mới bắt đầu. Hóa ra giáo sư trước khi đến đã cho hacker phát video cách thức họ trộm ngân hàng quốc gia. Các đài truyền hình lớn liên tục đưa tin. Đoạn video đã nói rất rõ về những lỗ hổng trong ngân hàng. Đại úy lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng giáo sư lại muốn tạo ra một mối họa tài chính. Một khi người dân biết được nhà nước thất thoát vàng trong ngân khố, vậy thì khi đó các nhà đầu tư và người dân sẽ như hiệu ứng domino. Khi đó đừng nói là đại úy, cả Tây Ban Nha đều sẽ đối mặt với việc phá sản. Đây cũng chính là quân át chủ bài lớn nhất trong tay giáo sư. Đại úy bây giờ đã hiểu được đạo lý này, nhưng ông ta không thể thỏa hiệp với nhóm siêu đạo Trích. Ông ta chuẩn bị đưa ra vài kế hoạch để phá vỡ chuyện này. Lúc sau đại úy gọi Denver vào phòng riêng, đồng thời nói rằng đây là thân phận mới của anh ta sau này. Ngoài ra họ sẽ cho anh ta 3 triệu đô, mỗi tháng còn phát thêm 100.000 đô làm phí sinh hoạt. Cậu được chọn đi đến bất kỳ quốc gia nào. Denver rõ ràng đã dao động, nhưng anh ta không muốn phản bội đồng đội. Đại úy vừa nghe đã nhận ra. Ông ta trực tiếp lấy giấy bút ra, nói rằng viết tên lên giấy không tính là khai nhận, lại còn nhẹ nhàng an ủi Denver không cần phải thấy áp lực, chỉ cần vung tay lên anh ta sẽ có thể quay trở lại cuộc sống trước kia. Denver không do dự thêm nữa, anh ta nhấc bút lên, nhưng đại úy sau khi xem xong đã ngơ ngác, thằng khốn này, nhập dãy số này vào hệ thống định vị toàn cầu là sẽ tìm được vàng đấy. Đại úy tức suýt thì ngất, hơn nữa do chuyện lần này xảy ra quá lớn, ngân hàng châu Âu và nhà tài trợ phía sau cũng mất đi lòng tin với họ, thậm chí còn muốn rút đầu tư. Vì để nhanh chóng tìm ra tung tích số vàng, đại úy quyết định phải chất vấn bọn họ. Đây cũng là cửa ải khó nhất của giáo sư. Chỉ cần vượt qua ải này thì quyền chủ động sẽ về lại trong tay họ. Ông khuyên đại úy, chỉ cần ông phối hợp thì tiền đồ sẽ rộng mở. Nhưng nếu ông cứ muốn dồn chúng tôi vào chỗ hẹo, vậy thì ai cũng đừng hòng sống tốt. Đến lúc đó cũng bao gồm cả ông. Tất cả chúng ta đều sẽ là tội phạm của đất nước này. Đại úy có hơi dao động, nhưng ông ta lại không biết rằng, ngay cả bản thân giáo sư cũng không biết vàng đang ở đâu. Cũng tức là giáo sư muốn lật lại ván cờ, thì Alicia buộc phải tìm lại được 90 tấn vàng. Vì để giúp giáo sư tìm lại số vàng bị cuỗm mất, cô ta đã dẫn theo các anh em đến cục địa chất. Một nhóm nhân viên làm sao là đối thủ của họ. Một nhân viên gạo cội nhanh chóng đưa họ đến phòng hồ sơ. Alicia bảo bà ấy tìm toàn bộ nhật ký giao dịch đất đai. Từ khi số vàng bị cuỗm mất đến nay, không ngờ cô ta đã thực sự tìm được. Nhóm người bẻ khóa cửa, nhưng lại không chú ý thấy thiết bị cảnh báo dưới chân. Khi đi vào họ mới phát hiện nơi này đầy lỗ hổng, gạch mới lát trên đất, còn cả thảm cỏ được trải thủ công. Alicia càng thêm xác định số vàng được chôn ở đây. Nhưng vào lúc này có một nhóm vũ trang nhảy xuống từ trên xe tải. Người đến chính là Rafael và Tatiana. Hai bên rút vũ khí chỉ vào nhau. Vì để tránh xung đột tăng cao, Alicia đã lấy ra mảnh giấy mà giáo sư đưa cho họ. Ông nói rằng dù thế nào thì đây cũng là chuyện gia đình. Phần của Berlin tôi sẽ đưa cho cậu. Về chuyện này thì Rafael không nghi ngờ. Cùng lúc đó cảnh sát cuối cùng đã tìm ra được căn cứ của giáo sư, đồng thời tìm được rất nhiều manh mối ở đây. Không ngờ rằng những thứ này đều là giáo sư cố ý để lại. Mục đích chính là thu hút sự chú ý của cảnh sát. Bước vào một cái bẫy khác của mình, giáo sư bảo Marseille bố trí một hiện trường phạm tội. Dựa theo những manh mối này, cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm ra được video nhóm siêu đạo Trích vận chuyển vàng ở bến tàu. Khi họ chạy đến nơi, Marseille đã sớm đưa các anh em ra khơi. Sau khi hỏi thăm, họ biết được nhóm siêu đạo Trích đã ném hết dương xuống biển. Bộ phận kiểm định dựa theo những hồ sơ còn sót lại sẽ phát hiện ra bên trên đều là những ký hiệu hải vực và phao nổi. Lúc này đại úy mới bừng tỉnh. Chúng ta phải huy động toàn bộ hải quân, thuyền bảo vệ, thuyền chiến, hàng không mẫu hạm, phái đi hết cho tôi. Phải lật tung vùng biển này lên. Ông ta không biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy của giáo sư. Chính vào lúc này video của nhóm siêu đạo Trích lại xuất hiện trên truyền hình. Palermo đã kể ra vô cùng chi tiết cách mà 90 tấn vàng được vận chuyển ra ngoài. Lúc sau lại có người giàu lòng hảo tâm cho phát video cảnh sát đang ra biển tìm kiếm số vàng, gián tiếp chứng minh việc vàng dự trữ của đất nước đang mất tích. Một chiêu này của giáo sư đã khiến đại úy không kịp đề phòng. Nếu cứ tiếp tục thế này, không quá 3 ngày nữa thiên hạ sẽ loạn, mà đây chính là thời cơ mà giáo sư đang đợi. Như thế ông mới có lại tư cách để đàm phán. Lúc sau đại úy lại tìm đến giáo sư. Giáo sư nói với ông ta, ông cứ tuyên bố ra bên ngoài là đã tìm được vàng, chuyện này xem như là cho qua đi. Đại úy không biết ông ấy đang âm mưu gì, nhưng trước mắt ông ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo những gì giáo sư nói. Sau khi ông ta vừa dứt lời, một chiếc xe tải xông vào hiện trường. Sau khi cửa lớn mở ra, bên trong chính là số vàng đã mất. Vấn đề khủng hoảng tài chính cuối cùng đã được giải quyết, nhưng đại úy lại tức giận đến tìm giáo sư. Hóa ra số vàng mà ông nói đều là đồng mạ vàng giả. Ông ta lập tức ra lệnh thuộc hạ nhắm vào nhóm siêu đạo Trích. Giáo sư vội vàng nói với đại úy, bây giờ việc khủng hoảng tài chính đã được giải quyết, số vàng giả này sẽ được niêm phong vĩnh viễn trong kho. Tại sao lại quan tâm đến nó là thật hay giả? Giữ kín bí mật này vĩnh viễn rồi thăng quan tiến chức không tốt hơn sao? Nhưng đại úy vẫn không muốn tha cho giáo sư. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, giáo sư nói rằng bản thân sẽ không bao giờ trả lại được
số vàng. Nếu ngày mai tôi không xuất hiện, đồng đội của tôi sẽ công bố bí mật về số vàng ra. Khi đó tội lừa dối quốc gia của ông sẽ càng nặng thêm. Đại úy chỉ hận không thể nuốt chửng ông. Những người dân đứng bên ngoài nhanh chóng nghe được một loạt tiếng súng trong ngân hàng. Cảnh sát lập tức tuyên bố tin mừng chiến thắng. Sau đó nhóm con tin cuối cùng cũng được thả ra. Tất cả nhóm siêu đạo Trích cũng được lần lượt đưa ra ngoài. Nhìn thấy thân thể của những anh hùng mà họ luôn theo đuổi, người dân ở hiện trường đều rơi nước mắt. Denver không dám tin vào những gì trước mắt, cho đến khi đại úy giao cho anh ta một phần hồ sơ. Nhìn thấy hạc giấy bên trong, anh ta lập tức hiểu ra hết. Lúc này xe cứu hộ đã rời khỏi hiện trường. Toàn bộ thành viên nhóm siêu đạo Trích đều đang ở trong đó. Một loạt thao tác cực hạn này của giáo sư khiến tất cả mọi người có được cuộc sống mới, mà 90 tấn vàng kia chính là nguồn vốn để họ sống tiếp. Mọi người vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ của giáo sư. Nếu không phải họ phạm vào điều cấm, nhiệm vụ lần này rất có thể đã không có thương vong. Cùng lúc đó, đại úy đã hoàn toàn phong tỏa số vàng giả trong kho. Ông ta là vì sự yên ổn của đất nước nên buộc phải đưa ra lựa chọn như thế, mà số vàng này cũng được đất nước liệt vào bí mật quốc gia vĩnh viễn. Hôm sau, nhóm siêu đạo Trích hội họp ở sân bay. Đại tướng đã làm hộ chiếu mới cho mọi người. Họ lựa chọn những nơi dưỡng lão khác nhau cho bản thân. Về phần số vàng thật sự thì đã được Benjamin vận chuyển ra biên giới từ lâu. Số vàng này đủ để cho họ sống sung túc một thời gian dài. Về phần phi vụ tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào và ở đâu thì không ai biết được, cũng không thể đoán được. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập phim tiếp theo trên kênh.